Xin chào tất cả các anh em, hôm nay anh chia sẻ với các anh em là thủ thuật chúng ta tạo một cái bản từ chạy của SendRound. Hồi sáng là em quay gần 1 tiếng đồng hồ, em nói liên huyên luôn, vậy mà cuối cùng em lại làm mất cái video, thiệt là tiếc. Do em sale cái OS mà em không để ý anh em mình nha. Em sale trong cái đường dẫn này nè, do em cài cái action vô cái phần dùng của OS của cái WinBE. Rồi, bỏ qua chuyện cũ đi, giờ chúng ta đi giao đề. Làm sao để chúng ta tạo được cái bộ bộ table, bộ quota của cái SendRound cho nó chạy chuẩn, ổn định và nó chạy luôn được trên Windows. Thì sau đây em chia sẻ với các anh em là chúng ta dùng cái bộ cài đặt của SendRound. Đây. Đây là em tiến hành em cài đặt luôn các anh em mình nha. Ở đây là các anh em không cần quan tâm tới là cái tiếng Trung tiếng Tàu gì đâu, tại em đang chạy trên cái WinBE tiếng Trung đó, thành ra nó hiển thị tiếng Trung. Nhưng mà các anh em chạy trên WinBE tiếng Anh thì nó sẽ ra tiếng Anh ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái trình duyệt khá là mini, khá là hữu ích khi chúng ta dùng cái SendRound này. Các anh em cũng đã thấy là rất là nhiều WinBE mấy anh rồ đã tích hợp trên cái WinBE của họ chạy rất là mượt. Rồi em xin trích xuất một phần nhỏ trong cái bộ này. Thì trước khi cài các anh em sẽ thấy được cái file đây, cái file shortcut của nó nằm ngoài desktop. Các anh em click chuột phải, open file local. Rồi chúng ta sẽ đến được nguyên cái đường dẫn của nó luôn. Đây, đây là cái đường dẫn mà cái bộ cài nó đã cài vào. Thì em nói nhanh gọn lẹ luôn, không như bây giờ chứ em nói cả tiếng đồng hồ. Rồi giờ em nói nhanh gọn lẹ luôn. Các anh em cài xong chúng ta vô cái thư mục này, chúng ta xóa hết đi. Trong đây tổng dung lượng là 190 MB. Đấy, các anh em xóa hết đi ha. Đấy, xóa hết đi. Là tất nhiên là chúng ta sẽ còn lại rất là ít. Rồi, em coi thử coi nha. Mình đang 190 MB. 190 MB cho 200 MB, 200, 300, 374, 364. Là tổng là 364 nếu các anh em chưa chạy nha, chưa chạy gì hết là 364 khi mà chúng ta vừa cài đặt xong. Các anh em xóa lại còn là 174 MB. À, bây giờ chúng ta là đóng gói lại cái này. Đóng gói lại cái này. Khoan phải đóng gói, em chỉ là test cho các anh em thấy thôi. Nếu mà các em đóng gói lại lại nó rất là nhỏ bình thường nếu các anh em đóng gói ha. Đóng gói đây, đây là các anh em không cần biết nó là cái gì đâu, chọn dòng cuối cùng đi là nó dán dán nén nén cao nhất. Đấy, các anh em đóng gói lại là nó sẽ dung lượng nhỏ nhất đối với cái định dạng 7Z này ha, dạng 7Z này. Khi mà có hai các anh em đóng đóng gói lại rồi, các anh em sẽ thấy được cái một điều rất là hay ở cái định dạng 7Z này, và một cái chương trình nó cho phép các anh em dùng cái định dạng 7Z này để chúng ta tạo những cái bảng bọc table, bảng mô ta, nói chung là bảng sort tự chạy đấy, mà không cần phải cài đặt. Đó là cái mục đích là cái video này là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đợi nó đóng gói, thì trước khi đóng gói các anh em chạy thử ha, chạy thử đi rồi coi cái thằng này nó sẽ sinh ra những cái phần nào khác ở đường dẫn nào nữa, thì để chúng ta gom lại để chúng ta tạo thành một cái bảng chúng ta chạy cho nó hoàn chỉnh. Đấy, bình thường khi mà tạo như thế này thì các anh em có thể chạy được rồi nha, chạy được rồi chứ không phải là không đâu. Nhưng mà nếu mà các anh em muốn tích hợp thêm bookmark cho nó, hoặc là tích hợp những cái cá nhân gì đó cho các anh em, để các anh em ví dụ làm một cái gì đó nó khác biệt, hoặc là làm cái gì đó nó mang cái tính thương mại hay là như thế nào, thì các anh em quảng cáo hay cái kênh YouTube của mình hay là cái thương hiệu của mình ha, thì làm bước tiếp theo như em. Còn bình thường là chúng ta đóng gói được như vậy là chúng ta đã chạy được rồi đó. Chúng ta xả nén ra ở bất kỳ chỗ nào ha. Dùng cái file này chúng ta xả nén ra bất kỳ ở thư mục nào, chúng ta chỉ cần click cái file này là chúng ta chạy được. Đó là cách đơn giản nhất đó. Rồi tiếp theo, để làm sao để chạy được cái file này thì tất nhiên nó có chương trình kèm theo để chúng ta chạy. Anh em thấy không, em đóng gói lại là còn 53,90 thôi là chạy được. Cái bản này là bản gì đây? Bây giờ em click, trước khi click em sẽ cho các anh em mình thấy cái ổ ổ mà nó tạo ra những cái file phụ. Đây, đây là cái bộ cài của nó. Em lưu lại một đường dẫn là app data nè. Em vô lại cài send ra, đây send ra. Đây, view data
Yurata, coi coi nó có gì chưa nha. 36 mê. Yurata là 36 mê. Ở đây em nãy giờ em chọn là chọn application, là nó vô một đường dẫn nữa, có nghĩa là vô đây mới thấy đây hai cái này là giống nhau. Em lui lại thì mới thấy cái Yurata này. Mà cái Yurata này là nó 36 mê. Vậy thì nếu mà cộng vô nữa là nó sẽ lòi thêm một mớ dung lượng nữa. Thành ra các anh em muốn giảm cái phần này thì làm như thế nào, làm như sau. Bây giờ em sẽ cho các anh em thấy Yurata này hiện tại nó là 36 mê thôi, khi mà em chạy thì nó sẽ lên như thế nào. Rồi bây giờ em chạy lên nè, đấy em chạy lên rồi, em ví dụ vô một vài trang web chẳng hạn ha. Ví dụ vô đại một trang nào đó đi, rồi rồi em ví dụ ép cái trang này vô đi, hình tròn D, ok. Đấy, rồi em ví dụ vô một trang khác nữa đi, hình tròn D, ok. Rồi bây giờ em đóng lại nè. Rồi bây giờ không, trước khi đóng em mở mở tùm lum hết đi, mở cho nhiều lên nè, đấy mở cho nhiều lên đó. Rồi bây giờ đóng bớt, chủ yếu là em cho nó chạy cho nó tạo ra những cái file tạm, những cái khác cho nó cao hơn, để anh em nhìn cái dung lượng trong cái ổ mà view data này, cái thư mục view data này nó lên bao nhiêu. Rồi bây giờ em fit nó một cái, được fit rồi em coi property, anh em thấy không, hồi nãy có 30 mê giờ lên 60 mê rồi. Đó, các anh em nếu mà lưu càng nhiều là nó sẽ càng nhiều nha, có khi nó lên mấy trăm mê luôn á nha. Rồi bây giờ làm sao mà chúng ta gom chung nó vô cái hàng này mà cho nó dung lượng nhỏ lại đây, thì các anh em trước khi mà làm như vậy thì các anh em chạy cái file của em ha, chạy cái file của em ha, chạy cái file đây, cái file này em đã tạo rồi, cũng 1 tiếng đồng hồ mấy em làm nguyên cái video cho đã, chỉ cần em click thêm vài cái nữa, có chừng 10 15 phút em nói thêm vài dòng nữa là đã xong nguyên cái video, cái bộ chia sẻ này rồi. Tiếc cái là cái nó không như ý muốn các anh em nha. Thôi bây giờ tiếc chi, giờ làm lại cái mới luôn cho rồi. Rồi bây giờ em click cái này thì các anh em sẽ thấy như thế nào, trong cái file này nó có cái gì trong đây. Em mở lên, mở dưới bên ra đây, nó là cái thư mục view data. Tại sao em phải giới thiệu cái này cho các anh em xem, tại vì em giới thiệu để các anh em biết được cái tính năng của cái file này và cách tạo ra cái file này. Đấy, cái view data này em sẽ xóa nó đi. Trước khi xóa, các anh em xem lại một cái send round coi nó là ngôn ngữ nào và nó có những cái gì. Đây, shortcut iBook bookmark nó không có, và em bấm hình tròn H để xem lịch sử, các anh em xem hình tròn H. Đấy, lịch sử thì nó chỉ là những cái trang mới vừa rồi em click từ lừa đó, là mới có mấy trang thôi. Bây giờ em đóng lại và em chạy cái view data của em, cái file đó nó như thế nào. Bây giờ em xóa nè, em xóa là cái này mất nha. Đấy, xóa rồi, mất rồi. Mất rồi. Và bây giờ em giải nén cái view data này vô đây. Cái giải nén cái view data này. Em giải nén trực tiếp kéo thả qua đây cũng được. Hoặc là em click trực tiếp cái file này. Sống dài sao mà thiệt tình, ngày nào cũng vậy. Rồi các anh em thấy không, đây cái view data đây nó tạo ra rồi. Bây giờ em click mở cái send round lại coi nó có cái gì đặc biệt đó, các anh em thấy không, đây nó mở ra sẵn cho em đầy đấy, những cái trang nó mở ra sẵn đây, và nó có luôn cái những cái tab đây đấy, đấy. Đặc biệt là như thế nào, đặc biệt là các anh em thấy cái icon của những cái trang nó có sẵn. Ví dụ YouTube là nó có biểu tượng đỏ đỏ này, nó Facebook nó có biểu tượng này như thế này đó. Tại sao nó có được vậy ta? Đấy, ở đây có, ở đây không, có nghĩa là những cái trang này em đã làm cho nó có rồi thì nó sẽ có, còn những cái trang này em chưa có cho nó chạy thì nó sẽ không có. Đấy, cái mấy cái này em đã làm cho nó có lại rồi nè, nhưng mà dung lượng nó rất là thấp, dung lượng của file nó rất là thấp, mà tại sao mà các em mới chạy mấy trang các anh em thấy không, nó ra 60 mê từ 30 mê. Từ 30 mê mà nó chạy lên 60 mê đó. Anh em thấy không, đây đây em mới tích hợp cái antivirus này và cái top top browser này đấy các anh em ha. Em rõ em tham quan tham khảo thêm ha. Đây em đã tích hợp hơn, hoàn chỉnh hơn hơn cái bút mắt trước rồi, các em rõ chúng ta xem thêm nha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em đóng gói lại ha, đóng gói lại cái mà em đang bung ra cho cái này mình thấy.
cái này nó hơi dài nữa rồi, chắc em phải nói luôn đi. Anh em thấy không, ở đây vẫn còn tiếng Trung, tại vì em đang chạy trong cái Winware tiếng Trung, và nếu mà các anh em chạy trên Winware tiếng Anh thì nó sẽ ra tiếng Anh, hoặc tiếng Việt nó sẽ ra tiếng Anh, tại vì cái gốc của cái này là nó là ngôn ngữ tiếng Anh, chứ không phải là ngôn ngữ tiếng Việt. Nó ngôn ngữ tiếng Việt thì nó sẽ ra tiếng Việt. Rồi bây giờ em đóng đi, em đóng em chạy lại một cái nữa nè, em chạy cái file nãy đây, chạy cái file nãy một cái nữa nè, có nghĩa là ghi đè rồi ha, em ghi đè đấy, em ghi đè rồi, nó ghi đè rồi đó. Bây giờ em sẽ chạy lại một lần nữa cho các anh em xem coi nó có hiển thị tiếng Anh hay không. Đây rồi em vô cài đặt đấy, anh em thấy không, nó hiển thị tiếng Anh rồi nè. Đấy, lần đầu chạy thì hiện còn tiếng Trung, nhưng mà lần sau chạy đè thì nó là tiếng Anh. À, bây giờ làm sao để em làm được như vậy, thì các anh em là như sau đó, khi nó hoàn chỉnh rồi, cái gì data này nó hoàn chỉnh những gì các anh em đã làm rồi. Bây giờ em mở lại đi ha, mở lại cho các anh em thấy đi ha. Rồi mở lại cho các anh em thấy nè, ví dụ các anh em mở cái gì thêm nè, đấy ví dụ có những cái trang này nó chưa có nè, 1 2 3 4 đó. Em mở xen kẽ đi đó, đây là em cố tình em mở xen kẽ đó. Đó, rồi bây giờ em cho nó hiện lên cái biểu tượng icon của YouTube, rồi em sẽ tắt, đóng đóng nó đi, em không cho nó chạy. Chỉ cần nó hiển thị cái icon của cái trang web đó lên, trang web đại diện icon nào nó hiển thị cái icon đó lên là em tắt liền, em không cần chạy nha, cho hoàn chỉnh. Em chỉ cần hiển thị icon là em tắt. Đấy, các anh em mở lại xem nha. Top million sub. Đấy, các anh em thấy không? Những cái trang mà em đã click thì nó đã hiện lên cái icon hết rồi nè. Đấy, khi mà các anh em đã chọn hoàn chỉnh xong rồi, chúng ta đóng gói lại cái view data đó nè. Trước khi đóng gói, các anh em làm như sau: các anh em muốn cho những cái trang nào mà các anh em muốn cho nó đại diện nó chạy giống như em, thì các anh em vô cái phần setting nè, đấy, vô cái phần setting, các anh em kéo xuống nha, kéo xuống này, đây, này, ở đây là cái trang gì, này em có cho các anh em xem, cái trang gì ở đây. Đấy, cái đây, đây là cái trang này, đây cái trang này là cái trang đây đại diện đây. Em ví dụ em đóng đóng nè, em mở lại trang mới nè. Đấy, mở ra là nó sẽ mặc định nó vô cái trang này luôn. Mặc định nó sẽ vô cái trang này. Đấy. Thì khi các anh em trong cái phần setting mà chúng ta chọn cái mục new tab bay, mà chọn cái mục view custom URL cho anh em dán một cái trang mặc định mở, thì nó sẽ ra cái trang giống như em. Thì các anh em ép cái trang đó là trang gì thì nó sẽ mặc định mở trang đó lên. Rồi bây giờ tiếp làm sao để nó mở mặc định những cái trang này. Đấy, thì tiếp các anh em làm như sau. Các anh em kéo xuống dưới ha, trong cái mục cũng start, em coi cũng start đây, trong này nó còn một cái nữa, engineer, manager search engineer. Các anh em có thể bỏ những cái mặc định của cái ID ha, của cái send route, nó sẽ có Yahoo nè, nó có rất là nhiều, nó có send route search luôn. Đó, anh em ở đây chúng ta click vào edit, hoặc là chúng ta xóa ha, xóa luôn. Đó, ở đây còn một cái nên nó không cho xóa, hoặc em ép nè, ví dụ đi. Rồi, ví dụ. Rồi, đây, nhưng mà chúng ta rồi nó ra đâu rồi? Rồi nó đây, nó ra đây nè. Các anh em delete remote ha, remote from list. Rồi chúng ta xóa, xóa và chọn một cái công cụ duy nhất tùy các anh em nha. Nếu các anh em không chọn thì có thể là nó sẽ ưu tiên là cái đầu tiên là của SendRound, mặc định SendRound nó sẽ mở tìm kiếm bằng cái công cụ của SendRound. Thì tốt nhất các anh em nên chọn Google hay là Bing hay là Yahoo, tùy các anh em chọn ha. Rồi những cái dưới này các anh em muốn ấy thì em tìm hiểu thêm nha, cái đó nó không có ảnh hưởng nhiều, thành ra là em để. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta chỉnh những cái tab này, đây, add những cái tab này, add những cái tab đó, đó là các anh em vô cái mục on ta up, và các anh em click vào cái mục đây như này, open page gì nè, đây, rồi chúng ta vào add a new page, rồi các anh em dán một cái địa chỉ vô, đấy, các anh em dán một cái địa chỉ vô, đây, đây. Anh em dán địa chỉ vô thì tất nhiên là anh em dán bao nhiêu trang thì nó sẽ hiển thị, khi mà đóng rồi mở lại nó sẽ hiển thị bấy nhiêu trang như thế này luôn. Đó, đó là cái lợi ích của chúng ta mà chúng ta ép trang vào. Các anh em ví dụ quảng cáo cái thương hiệu của các anh em, hay cái kênh YouTube của các anh em, hay cái Instagram hay là Twitter,
vân vân. Rồi tiếp được bao nhiêu đó là cũng khá là đủ rồi, còn những cái linh tinh lặt vặt đây, em ví dụ cái này là sale theo email, có nghĩa là sale ảnh, anh em tải về khỏi chọn đi ha. Đây cái phần chọn là chọn download, cái download này nó cũng hơi quan trọng, cái là nếu các anh em cho nó mặc định ổ nào thì nó sẽ tải về ngay ổ đó. Em ví dụ ổ C, tại vì sao em chọn ổ C, tại vì các anh em ở trong WinBE thì cái ổ C này á nó thường là nó hiện hữu luôn cái ổ ổ hệ điều hành mà các anh em đang sử dụng, đang cài cái bộ Win nào đó trên cái ổ C, thì khi mà các em bút bút vào WinBE thì nó ổ C là cái ổ ổ hệ điều hành luôn, thành ra em lưu lưu ổ C để cho những người lớn tuổi, các cô chú lớn tuổi không không có tìm hiểu về công nghệ nhiều quá thì họ tải cái file gì đó họ tải về thì nó sẽ mặc định nó lưu vô ổ C, hoặc các anh em có thể chọn ở đây nha, chọn ở đây là không yêu cầu, có nghĩa là mặc định như thế này luôn là tải thẳng vô ổ C, rồi các anh em chọn ngay cái này có nghĩa là yêu cầu lưu file vào vị trí nào đó mà mình muốn, có nghĩa là khi các anh em click vào một file tải về cái nó sẽ hiện lên cái bảng thông báo hỏi các anh em muốn lưu ở đâu thì các anh em lưu ở đó. Rồi như vậy thì nó sẽ ổn hơn anh em, nên em để như vậy luôn, nói chung là em vừa để OC và em vừa để cái yêu cầu lựa chọn để lưu file. Rồi em coi coi còn cái gì nữa không ta, hình như là cũng là khá là đủ hết rồi. Rồi About General các anh em xem sơ qua, đây là bảng 32 bit với 4.2, nhưng mà đối cái mã nguồn của Chrome á, là nó là bảng mã nguồn là bảng 80 V80. À, đây là cái mã phía sau của phiên bản V80. Rồi làm sao để chúng ta đóng gói lại cái này đây, làm sao thì các anh em làm giống như em, các anh em yêu cầu một điều hơi nho nhỏ là các anh em cài cái WinRAR WinRAR gì ha, chúng ta cài WinRAR WinRAR vào, rồi chúng ta bắt đầu click chuột phải vào cái JData này. Đấy, các anh em chọn thêm vào tập tin nén, đây em cài bản tiếng Việt nên các anh em nhìn tiếng Việt ha. Ở cái phím vào tập tin nén này các anh em chọn RAR thay vì là RAR 4 là dành cho những cái phiên bản mới hiện nay, thành ra các anh em nếu mà chọn cái định dạng này thì các anh em khi mà những người dùng cái bản RAR thấp hơn bản 4.2 hay 5.1 gì đó mà người ta không tương thích được cái file thì nó sẽ mở ra bị lỗi, thành ra các anh em nên chọn mặc định là định dạng RAR. Rồi các anh em chọn phần phương pháp nén là chọn tốt nhất ở đây, và các anh em chọn tạo tập tin nén SFX và tạo tập tin nén đặc. Rồi tiếp đó các anh em vào mục nâng cao để các anh em tùy chọn SFX, rồi vào đây các anh em sẽ đưa nó đi đâu thì tùy các anh em chọn, nhưng mà tốt nhất là chúng ta chọn đưa nó về những cái vị trí mà nó đang được cài đặt, có nghĩa là cái geodata này nó đang được cài đặt ở trong cái thư mục SendRoute này với cái đường dẫn này. Đấy, thành ra các anh em nên lưu theo cái đường dẫn mặc định mà nó đã được cài đặt, bất kỳ những cái phần mềm nào cũng vậy, các anh em định tạo bản portable, bản bota gì đó mà các anh em muốn cho nó chạy bình thường, chạy ổn định, chạy đúng chuẩn thì các anh em nên đưa nó đúng vào cái đường dẫn cũ. Cho em xin uống miếng nước cái. Rồi làm sao để em biết cái đường dẫn này cho nó chuẩn, thì tất nhiên em sẽ dùng cái phần mềm đây, phần mềm này 7ZSFX Builder này. Cái bản này lúc trước là tiếng Anh, cái thời 2013 2014 gì đó, cái thời em mới mò thấy cái này nó khá là hay, em tìm trên Shopmedia và em chia sẻ rộng rãi trên cái diễn đàn Room BKV ở đó. Sau này có một cái anh nào đó đã chuyển ngữ qua tiếng Việt cũng dùng khá là hữu ích cái anh em mình ha. Rồi để làm sao em chạy được cái app data trong cái thư mục này, cái phần này nó hơi rắc rối một cái là sao các anh em biết không, đây cái user, đây cái user, đây administrator này là cái tên người dùng đặt khi cài một cái bản Windows hoặc là cái bản WinBE, người dùng đặt cái tên cho họ, có nghĩa là ở trong cái WinBE của anh NV thì ảnh ảnh đặt là ở đây là anh NV, thì các anh em lấy cái đường dẫn này á đưa vào tất nhiên là nó sẽ không chạy hoặc nó sẽ phát sinh lỗi. Tại sao? Tại vì cái tên mặc định
người dùng của anh NV là tên đó, còn cái tên đối với bản này là cái tên administrator. Thành ra các anh em khi mà lấy code lấy như thế này là sẽ không chuẩn, không đúng. À, có một cách khác để anh em lấy cho nó chuẩn, cho nó đúng hơn là các em dùng cái code zero file. Đây, các anh em dùng cái zero file này. Các anh em dùng zero file thay thế cho cái tên, từ cái tên người dùng trở về trước. Đây. Rồi các anh em dán ra ha. Bác. Rồi. Các anh em copy hết cái đường dẫn này đi để chúng ta enter rồi nó mất cái code này đó. Rồi, em sẽ lưu lại một cái trang nào đó rồi em bắt ra coi nó ok giống cái đường dẫn đó hay không. Ok, đúng cái thư mục new data đang hiện hữu và như mục application của Sendrout. Rồi, em sẽ lấy đường dẫn này là đường dẫn chuẩn và đường dẫn gốc để tạo những cái bản bột đó. Rồi với cái thư mục winrar em cũng sẽ làm như vậy. Thư mục winrar là em đang nén cái new data này trong cái đường dẫn này. Thành ra khi mà em đẩy vô cái đường dẫn này thì cái thư mục new data nó sẽ nằm trong đây. Tại vì em đang nén, nãy giờ là em đang tùy chọn nén winrar với cái new data này, thành ra em phải đưa đúng cái đường dẫn này vô. Rồi tiếp cái đường dẫn này em qua phần cài đặt. Tất nhiên là em sẽ không cho nó chạy cái gì, tại vì cái new data này nó không có cái file gì để em cần chạy, file ESE, file thực thi. Rồi tiếp đến là chế độ, em sẽ chọn ẩn tất cả, nâng cao em sẽ chọn cái gì đây, khỏi chọn luôn các anh em nha, nhưng mà shortcut em sẽ chọn. Tại sao chứ? Các anh em có thể chọn shortcut sau cũng được chứ không phải không, nhưng mà tại sao em phải chọn bây giờ luôn? Thực chất cái đường dẫn shortcut này nó không có liên quan gì hết các anh em nha, nó không có liên quan gì tới cái file mà các anh em đang 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 nén lại, không có liên quan tới cái file đang nén, nhưng mà khi cần chạy cái file tổng thì nó sẽ liên quan. Thì em làm đơn giản lại đi ha, nói thì nó hơi rắc rối, em nói nôm na đơn giản lại đây. Đơn giản lại đây là em cho các anh em xem mở dưới Winrar này, những cái file mà em tạo các anh em mở dưới Winrar xem có cái code gì bên đây hay không, nếu có các anh em xem thử nha. Đây là cái đường dẫn hồi nãy em copy, đây cái shortcut, đây là cái shortcut mà trong cái phiên bản Winrar tạo ra đó. Các anh em thấy cái đường dẫn shortcut không? Em sẽ lấy từ đây thôi, nói chung em chỉ lấy đường dẫn thôi. Rồi em sẽ lấy cái này, em sẽ lấy cái này, rồi em sẽ dán vô cái hồi nãy của Winrar. Rồi của Winrar đây, em sẽ dán vô đây. Rồi ở đây nó sẽ lòi ra một cái nữa là cái gì, cái đơn giản nữa là cái gì, thì em sẽ copy theo cái đường dẫn này. Tại cái file ESE này nó chưa có nằm trong cái đường dẫn này, thành ra các anh em có cho nó chạy đi nó cũng sẽ không chạy được. Bây giờ em lấy luôn đi ha. Bây giờ em dán thử nè. Em mở một cái trang khác đây. Rồi em dán ra nè, em đánh V Enter, tất nhiên sẽ lỗi tại vì nó không có cái file để dẫn. Rồi em xóa cái file đi, em dẫn tới thư mục này coi. Rồi nó vẫn lỗi tại vì nó không có thư mục để dẫn. Rồi em xóa thư mục luôn, rồi em cho System Drive. Tất nhiên nó sẽ vô ổ đĩa X. Nó là cái ổ đĩa chứa hệ điều hành mà các anh em đang chạy. Có nghĩa là các anh em đang chạy trong Windows thì nó vô ổ đĩa X, còn Windows thì nó vô ổ đĩa C. Rồi bây giờ em sẽ tạo cái thư mục cho nó, tạo thư mục cho nó theo cái đường dẫn hồi nãy. Để chắc ăn thì em bắt luôn nguyên cái đường dẫn rồi em xóa từ từ. Đó. Đó, send ra. Rồi, ok, một cái. Rồi, tiếp đến là cái file là file ESE. File ESE. À, nên tại vì ở đây nó còn cái ESE nữa anh em ha. Em bắt ra nè, đấy. Thư mục này và cái file ESE đây, send rao này, ESE này. Vậy thì ở đây muốn chạy được cái file này, ESE này thì tất nhiên cái file này nó phải nằm trong đây. Thì làm sao em để cho chạy được cái file đó đây? Cái file đó là file nào? Tất nhiên cái file đó nó sẽ có thì nó mới chạy được. Bây giờ các anh em cứ tạo trước đi, rồi một lát mình sẽ biết tại sao phải chạy cái file đó. Rồi cái tên shortcut thì em sẽ để đúng cái tên đó luôn nha. Quên nữa, nhắc nhỏ một điều các anh em nhớ với em, ở đây nếu các anh em khoảng cách là bị lỗi nha, tập tin nguồn thường các anh em không được để ký tự đặc biệt, nên để ký tự thường và không có khoảng trắng khoảng cách đấy. Rồi em phải như thế thì mới ok, như thế này cũng lỗi các anh em nha, lỗi là các anh em chạy nó sẽ không có ok đâu nha. Rồi cái bấm Ctrl Z
Control Z ở trong những cái này nó chỉ lưu được có một lệnh thôi, chứ nó không có lưu được nhiều lệnh giống như trên văn bản. Rồi tiếp đến có cái điều đặc biệt là cái tên shortcut thì các anh em có thể khoảng cách như thế này được nha, tên shortcut nha, các anh em có thể khoảng cách như thế này được, tại vì cái tên này nó cho phép chúng ta để có dấu và khoảng cách, nó không có phân biệt như là cái đường dẫn của tập tin. Rồi các anh em lưu ý nhỏ giúp em cái đó không, thôi là chúng ta chạy lỗi chúng ta không biết nguyên nhân nha. Rồi chúng ta tiếp là chúng ta ok đồng ý, để em coi coi cái tên cũ kìa. Tên cũ nè em vẫn để là URL khoảng cách send route. Rồi đây vẫn đúng anh em ha, ok. Rồi bây giờ em coi phần tiếp theo, đây cái phần này em chọn là ghi đè tất cả các tập tin và chế độ cập nhật là giải nén và thay thế các tập tin hiện đang có. Các anh em nhớ giúp em hai chế độ này rất là đặc biệt, tại vì chúng ta muốn đè lên dữ liệu cũ là chúng ta phải chọn hai chế độ này, còn anh em muốn ghi lên dữ liệu cũ nhưng mà gặp những cái file đã có rồi mà chúng ta không cho ghi đè thì các anh em chọn cái dòng này, còn dòng này thì y như vậy nha. Đó chỉ là khác ở đây và ở đây thôi, ở đây thì không ghi đè, ở đây thì ghi đè luôn, ghi đè những cái file mà đã có luôn. Thì tất nhiên em muốn cho nó thay đổi bookmark mới là nó phải ghi đè lên thì nó mới thay đổi được cái cũ. Rồi bây giờ tiếp theo em chọn cái modem này là mặc định, giấy phép mặc định, văn bản là biệt văn bản và biểu tượng. Các anh em muốn chọn tập tin biểu tượng cho cái icon là định dạng chấm ico thì các anh em chọn như sau ha. Chọn cái đây ví dụ đó, ví dụ các anh em chọn như thế này, đó là khi mà em tạo ra nó sẽ có cái biểu tượng, đây biểu tượng của send route là biểu tượng này đó, là cái định dạng chấm ico thì nó mới nhận dạng các anh em nha, các anh em lưu ý giúp em ha. Rồi bây giờ em tất nhiên là em sẽ không chọn, em sẽ không chọn, tại sao, tại vì cái định dạng mặc định của cái bản WinRAR mới nó tạo ra cũng hơi bị đẹp và cái dung lượng nó không có chiếm nhiều hơn. Khi các anh em chọn cái định dạng tập tin icon thì nó sẽ chiếm thêm một phần dung nhỏ dung lượng, thành ra các anh em không chọn thì nó sẽ tiết kiệm được một ít ha. Rồi bây giờ em xem sơ qua lại, đây đã chuẩn rồi đây, rồi nâng cao em coi lại một cái đường dẫn chuẩn nè, cài đặt ok, chế độ ẩn tất cả ok, nâng cao ok, cập nhật ok. Rồi lên trên, lên trên đặc biệt lên trên cái nó sẽ nhảy luôn nguyên cái cột xuống dưới này, nguyên hàng dưới, ví dụ em ví dụ đó chọn lên dưới thì nó nhảy lên trên. Đây các anh em làm vài lần chúng ta sẽ quen cái kiểu này ha. Rồi ok, nói chung là ok rồi, bây giờ em sẽ tạo. Rồi bây giờ tạo cái file ra, đây tạo cái file ra thì nó phải như thế nào, đây cái hồi nãy em nói cái việc mà nó tại sao mà em phải chọn cái file này để dẫn đây, đây vậy thì làm sao để chạy được cái file này, làm sao phải chạy được cái file này thì em sẽ save nó thành cái tên file này luôn. Đây bắt đầu em sẽ save nó thành cái tên file này bát đó, em sẽ save nó thành tên file này với cái đường dẫn trong đây luôn, với cái đường dẫn này luôn. Đây là cái cách mà em chia sẻ rất là chi tiết luôn rồi các anh em mình nha, em lưu vô ổ x luôn ha, có nghĩa là cái ổ nào mà các anh em cho chạy á, không phải là ổ x tại vì cái system drive nó mặc định có thể nó là ổ c hoặc là ổ x tùy cái hệ điều hành các anh em đang chạy nha. Đấy send route, đây cái file này nó sẽ lưu trong đúng cái thư mục này đó, em lưu đúng vị trí trước đi rồi các anh em sẽ dễ hình dung hơn. Rồi bây giờ em ok, trước khi ok em sẽ cho nó hiện cái khung bên này đây để các anh em thấy khi mà tạo ra rồi thấy nó sẽ nằm trong đó luôn. Rồi em yes ok, rồi ok đó, đang tạo các anh em thấy không, của ta em nhớ anh tạo ít mà sao mà nó đóng gói nhiều với người ta, rồi 70 MB luôn nè. Tại sao 70 MB em coi lại xíu nha, tại sao 70 MB đây các anh em coi nè, đấy một đống luôn nè, đấy đấy một đống file luôn. Nếu mà 70 MB của cái view data không á, thì các anh em làm gì được đâu, các anh em thấy đúng không, ở đây là 150 MB nè. Bây giờ cho các anh em coi thử nha, cái view data, view data đây, view data
đây ổ ít đây nhiều data, anh coi lại cái file 143 MB. Các anh em thấy không, ban đầu chạy nhẹ chưa có gì hết là 30 MB, khi chạy vài trang là 60 MB, nãy giờ em chạy là 143 MB, bây giờ em đóng gói lại là 70 MB, làm ăn gì nữa giờ. Nói không, cái này là cái shortcut không mà 73 MB rồi, 68 MB à, 80 là cái mê thật đang hiện rồi. Vậy thì làm sao để chạy được cái sinh rau giờ, em thấy không? Đó, bây giờ em để đây đi, em sẽ rút gọn lại cho các anh em thấy nha. Rồi để chúng ta lấy được cái view data này dung lượng thấp nhất thì các anh em cần lọc bớt những cái file như sau. Các anh em chọn hết nè, chừa cái file này lại giúp em, local ta và default, rồi còn lại các anh em xóa hết. Rồi xóa hết rồi vô default, các anh em không cần phải nhìn gì hết, các anh em chỉ xóa hết thư mục là được rồi, rất là dễ luôn các anh em mình nha. Rồi bây giờ em sẽ cái Google file này ở đâu ra đây ta, cái ông này mình xóa luôn cũng được các anh em, 100 mấy ký của ta nè, cái này nó không có quan trọng đâu. Rồi thì anh em muốn xóa thêm thì các anh em nghiên cứu từ từ rồi xóa từ từ nha, có cái nào mình chỉnh cái đó nha. Rồi em coi tổng file coi, bây giờ có 30 mấy thôi, tất nhiên là ok rồi đó. Rồi bây giờ 30 mấy này ha, em cóp nhẹ cái đi, em cóp nhỏ nhẹ hư mục để đây đi. Rồi rồi em để đây đi. Rồi bây giờ em chạy nè, hư mục username new folder này là hư mục chứa của hai cái ông này, thành ra em chạy nhẹ thử cái coi rồi nó có gì. Đây các anh em thấy không, nó vẫn hiện bình thường, thấy chưa? Đây là cái danh sách tổng hợp này, hồi nãy em mới add thêm cái đường này nè, mới add thêm cho nó nè, đấy thì nó vẫn hiện thôi, nó mặc dù số quá thì nhiều luôn mà nó vẫn hiện lên. Lại các anh em thấy không, rút gọn được rất là nhiều file rồi đó. Rồi bây giờ nó ra một nùi luôn nè, à, nó ra một nùi, nó ra một nùi đây, cái new folder của người ta đây. Đây bây giờ em xóa hết nha, em chừa cái new folder lại nè, em xóa delete on ok. Rồi tất nhiên em chạy lên là nó sẽ không có cái gì hết, em xóa hết rồi nè, các anh em thấy không, nó hiện ra nè, nó mới chạy là nó hiện ra liền nè đó. À, anh em thấy không, mặc định tiếng Trung đây. Bây giờ em xóa tiếp nữa rồi em dán đè lên, rồi em copy mấy cái này ra ha, a x c trên v. Rồi bây giờ em chạy lại nè, nó các anh em thấy chưa, lần đầu chạy thì nó ra tiếng Trung, em copy thêm lần nữa rồi em đóng rồi, đóng lại đi. Rồi em vô cái hồi nãy đi, em bát ra lần nữa nè đó. Rồi nó bát đúng thế này thôi, tại có còn lệnh copy nó còn, mình chưa có cắt copy lệnh mới, nó mới bị ghi đè nên nó vẫn còn. Rồi bây giờ em sẽ chạy cái nữa đây, rồi ở đây nó hiện tiếng Anh đó, ra em thấy chưa. Rồi ok, như vậy là tạm thời là cái này đã ok, thì tất nhiên cái file này là chuẩn rồi, em sẽ giữ cái file này lại là em chạy file này luôn. Rồi chạy cái file đó luôn thì tất nhiên em phải đóng gói lại, đóng gói y nãy các anh em mình nha. Đâu rồi, new folder như là ta, à lưu lại đây, new folder đây. Rồi xóa nè, rồi em đưa cái này ra đi ha, x à, rồi rồi xóa new folder này đi. Rồi mặc định nó sẽ như đây, thì em sẽ làm cái gì, tất nhiên cái view data này em sẽ đóng gói lại nè, em đóng gói ngay cái chỗ view data luôn nè, đó là y như nãy các anh em mình nha, làm y như nãy thôi, làm các bước thôi này, em làm lẹ cho các anh em thấy nè. Đấy rồi em mở cái file cũ lên đây, em lấy cái đường dẫn của nó, các anh em có thể dùng cái notepad à, cái file tt để chúng ta lưu lại những cái đường dẫn này để chúng ta làm cho lẹ các anh em mình nha. Rồi chạy cài đặt không chạy chế độ ăn tất cả, nâng cao thêm cái đường dẫn này vô đây, thêm cái đường dẫn này vô chạy không, cái này tạo shortcut cho nó đây, shortcut là send route này, đây khoảng cách đây, xóa SE. Rồi đúng cái đường dẫn này, một lát mình tin tiếp. Rồi ok, cập nhật ghi đè tất cả và mặc định cái dòng trên. Rồi modem giấy phép biểu tượng ok, cái này không chọn gì hết. Rồi em sẽ save một cái file, nó sẽ tạo ra ở đây, và cái file đó tất nhiên là em sẽ dẫn vô chỗ đó luôn,
Đây, em đổi cái tên file lại nè. Đấy, cái lệnh hồi nãy em copy một lần thôi là em dùng từ đầu tới cuối luôn các anh em mình nha. Nó đỡ mất thời gian các anh em di chuyển nhiều. Đó, rồi ok, save thành một cái file dung lượng chuẩn. Úi, nó lưu bên này. Quên, OX, OX send down mà em quên. Rồi, đợi nó tạo ra một cái file. Ý da, em quên rồi, quên quên xóa rồi các anh em ơi, em quên xóa rồi. Nó rất là tiếc. Rồi, các anh em thông cảm nha, làm lại cái nữa coi. Quên xóa rồi. View data. Default. Ủa. Tại sao ở đây nó lại còn dung lượng này ta? Kỳ vậy. Em xóa cái file này nha. Tại sao nó kỳ vậy? Bây giờ em góp lại coi nè. Em vô cái thư mục đây, view data. Hiện tại cái view data này là 30. Đấy, view data em làm lại nè. Rồi, đó. Đó, các anh em làm nhanh làm khá là lẹ, tại em nói thì nó hơi nhiều thôi ha. Đó, em nói nó hơi nhiều thôi chứ các anh em làm quen rồi rất là nhanh nha. Đấy. Anh em chịu khó xem lại giùm em cái thao tác này, làm tới làm lui là các anh em nhẫn nhừ, cái là anh em làm lẹ lắm. Rồi cập nhật chọn dòng này biểu tượng, rồi xong rồi, ok hết rồi. Cái tên dẫn cái tên vào đây đó, lấy cái tên thôi. Rồi ok sale, rồi đóng gói, rồi xong đó. Các anh em thấy không, chỉ có 300 ký thôi. Và bây giờ làm sao để em biết cái file này nó chạy chuẩn hay không, thì tất nhiên là em sẽ xóa cái thư mục view data này đi. Xóa thư mục view data này đi. Tại sao em xóa thư mục view data? Tại vì trong này nó có view data, nó đẩy qua đấy, nó đẩy qua đây đấy, nên thành ra em xóa nó đi. Em xóa nó đi rồi em chạy cho các em coi nha. Trước khi xóa em chạy trước nè, rồi em xóa rồi chạy nữa cho các anh em thấy nè. Trước khi xóa là ok ha. Rồi bây giờ em xóa em chạy, các anh em sẽ thấy sẽ không còn gì cả. Đây, không còn gì cả. Đấy, không còn gì cả và tiếng Trung. Rồi bây giờ em chạy cái file ra. Nó sẽ đẩy dữ liệu. Send down. Thư mục không được truy cập. Send down. Chưa, chờ em xíu nha. Spark chạy cái file này. Có bị nhầm không ta? Em làm hơi nó lộn rồi anh em mình nha. Để em nghiên cứu coi, chạy cái file này. Ủa em nhớ em đâu có cho chạy đâu ta? Cái hư một. Trời ơi em nhầm rồi. Đẩy file mà em đẩy vô cái thư mục. Đẩy cái thư mục này chứ không phải là đẩy đẩy luôn nguyên cái file này. Rồi, em làm lộn mọi cái anh em mình nha. Rồi, không sao, nhưng mà em bây giờ em muốn ấy cho nó chạy lại nè, em mở em đè lên đi ha. Rồi bây giờ xóa cái này. Tại vì cái file trong đó là cái file chuẩn rồi. Cái file chuẩn rồi. Làm nhiều quá nó rối, các anh em thông cảm nha. Nó đang có cái gì vậy sao mà nó lỗi cái này ta? Em đóng cái này thử. Nó đang lỗi cái này, có cái file nó chạy nền đấy anh em nha. Các anh em coi thử coi có cái file nào nó chạy nền không mà sao nó lỗi ta. Rồi em đóng cái thư mục này luôn coi nào. Send down. Đây data. Send down. Rồi nó xóa rồi đấy anh em nha. Tại vì mình không có fix đó, không fix lại cái nó mắc của chúng ta không hay, rồi bấm lại nó lỗi. Rồi nó xóa rồi nè. Rồi bây giờ em sẽ giải nén ra, mở cái này lên, kéo thả vô luôn, nó chỉ 30 thôi, rất là lẹ. Đó, rồi ok, mở cái send down lại nè. Đó, các anh em thấy không, nó chuẩn rồi nè, nhưng mà ở đây còn tiếng Trung, nó như vậy phải đè một lần nữa thì nó mới hết ha. Đè một lần nữa thì nó mới hết. Rồi, em giải nén đè một lần nữa nè. Rồi, đè luôn nè. Đó, rồi mở lại nè, là nó ra tiếng Anh nè. Đấy, rồi, ok. Rồi, bây giờ chọn cái đường dẫn lại các anh em nha. Em hồi nãy lưu vội quá em lưu cái đường dẫn nó sai rồi. Cái đường dẫn chuẩn này á, là các anh em lưu trong cái thư mục cài đặt của nó chứ không phải là thư mục ở đó nha. Em xin lỗi. Rồi
bây giờ em sẽ cũng cũng là sẽ nó là cái một default, default đây đây đó, mai là em có lưu qua này để em công tìm mò đánh nó lâu rồi, các anh em cứ lưu vào thôi ha, rồi lưu vào cái file win ra đâu rồi đây nè, em đóng gói lại nè, đóng gói nè ha, rồi chọn tốt nhất nè, đây 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 đây, rồi dán ra đó là bây giờ nó đẩy đúng cái đường dẫn này nè, đẩy đúng đường dẫn này nè, à, em enter thử coi có phải không đó, nó đẩy đúng vô cái đường dẫn này là ok rồi đó, cài đặt rồi chế độ nó chỉ ra chỉ khác cái đường dẫn thôi các anh em mình nha, nhưng mà cái hồi nãy là em làm đúng là đúng phần bên đây nha, đấy đúng là đúng phần bên đây nè, đấy là cái này là các anh em cho chạy là chạy cái này nha, tại sao cho chạy cái này một lát em nói thêm, rồi đó các anh em cho chạy cái đó đi một lát, chuẩn bị tạo file tổng mực hộp gộp lại đó thì em sẽ chia sẻ thêm, cập nhật chọn dòng này rồi dòng trên ok rồi, biểu tượng không cần thiết rồi, bây giờ thôi tổng quát ok hết là tạo rồi xong rồi, nó nằm bên cái view data rồi em lại quên đó, các anh em thấy không, làm này mà không khéo là quên tới quên lui luôn á, rồi bây giờ em mở lên cái nè, cái này em tạo rồi, em tạo thành một cái file hoàn chỉnh rồi đó, mà tại vì đang chia sẻ với các anh em nên thành ra là em chỉnh tới chỉnh lui á, chứ em đã tạo nó rồi ha, tạo một cái file hoàn chỉnh em đã lưu rồi luôn rồi đó, thì các anh em cứ xóa thôi như nãy thôi ha, như nãy chừa một cái file này lại vào cái thư mục này thôi đó, xóa và vô cái default em, các anh em cứ làm như giống em đi, làm tới làm lưu đi là nhuyễn nhừ luôn, là chúng ta không có bị quên, không có bị do dự hay không có bị gì luôn. Khổ mấy ông này ghê á. Rồi, à, các anh em mở. Các anh em mở với bên ra ha. Đó, các anh em mở với bên ra nè. Các anh em còn code cũ nè, các anh em làm nó lẹ nha. Đó, em coi lại cái này coi dung lượng phải ba mươi mấy không? Rồi ok rồi. Còn code cũ các anh em lấy nè, đó lấy code cũ nè, dán vô nè, bữa vô cho nó nhanh nè. Đó, thôi chúng ta đóng gói lại ha. Rồi, tốt nhất. Đây, 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 đường dẫn đúng nè. Chế độ, ẩn, nâng cao, im lỗi tắt. Đây, lỗi tắt là cái file này, tới chữ SE, đây. Ctrl C, ở đây dán, V, ở đây V, chừa lại cái tên. Rồi, khoảng cách, xóa SE. Rồi, ok. Đó, rồi là cập nhật, chọn dòng này. Rồi mặc định dòng kia ok, cái này không còn chọn biểu tượng rồi ok mặc định quên, còn cái này đây, cái này mới vô cái mục đấy nè, cái cuối cùng copy, lệnh copy cuối cùng vẫn xài được các anh em mình nha, rồi chưa cái tên thì thôi ok sao rồi, ủa em nhớ ok rồi mà, rồi ok nó sẽ ghi đề cái file này đây, các anh em thấy không, nó giảm còn 900 mấy ký này là ok nè, rồi nếu các anh em làm nhiều các anh em hơi rối coi cái giờ nè ha, ở đây là 23 giờ 40 phút, ở đây là 23 giờ 40 phút ngày 6 tháng 12 2020, đúng rồi là cái file đó chính xác chuẩn, rồi bây giờ em xóa nó đi nè, rồi em mở lên nè, rồi không có gì hết các anh em nha, rồi bây giờ em chạy cái file nè, em chạy cái file nó ghi đè, nó đã ghi đè tại do cái chế độ nãy em ghi đè rồi đó, rồi mở lên nè đó, các anh em thấy không, đó tiếng Anh luôn nè, rồi ok cái file này nó đã chuẩn rồi các anh em ha, chuẩn rồi thì các anh em cứ đóng gói lại thôi, ở đây là 929 kg, rồi bây giờ em về cái file gốc của em, đây cái file gốc của em làm rồi đây, một mê máy, à, tại sao em làm một mê máy, tại nó có những cái mà em đã lưu rồi, bây giờ muốn biết em sẽ chạy cho các anh em thấy, à, bây giờ em vô cái này nè, mới chạy nãy nè, em vô lịch sử nè, Ctrl H. Đấy, các anh em thấy không, lịch sử nó vẫn còn nha. Đấy. Đấy. Rồi, bây giờ em bỏ cái này đi tại vì em đã chọn cái kia em làm sẵn rồi. Nãy giờ là em đã làm mấy cái bước để tạo cái file này thôi. Đó. Cái file này của em đã tích hợp thêm những cái mà em muốn, thành ra nó có khác biệt xíu.
nó có khác biệt về những cái khác thôi, chứ cái mình các em hướng dẫn các anh em là vẫn giống hệt y ra nha, không có khác gì hết nha, em không có giấu giếm, không có giấu bài nha. Rồi bây giờ tiếp để chạy cái file đó thì em sẽ cho chạy file nào nữa? À, tất nhiên là nó sẽ có cái file đây, cái file này này, em giới thiệu thêm cái file này. Bây giờ giới thiệu file đó, em đóng cái này đi, giới thiệu file đó em đóng cái này và đưa cái này ra nè. Cái file này là nó làm cái gì các anh em coi. Nhiệm vụ của file này nó chạy như sau. Em đã làm cũng nhờ cái video kia, lỡ xui mất rồi thì em làm thêm cái này, có thời gian em làm thêm cái này sẵn, mặc dù up video trễ xíu nhưng mà em đã sẵn làm thêm cái code này luôn cho nó tiện. Đấy, em xóa, em tạo thêm cái lệnh xóa cái file này. Cái file này nó sẽ làm cái gì các anh em coi. Cái file này trong thư mục default đây, cái file này trong thư mục default thì nó sẽ làm cái gì đây, nó sẽ làm cái gì đây, referency đây, đây cái file này 97 kg. Rồi bây giờ em sẽ chạy cho các anh em thấy nha, đây em chạy, nó sẽ hỏi bạn có muốn xóa tab send route không. Có nghĩa là tab send route là cái gì, tab send route là cái này đây, đây là mấy cái này là cái tab các anh em nha, cái tab trình duyệt web đây, các anh em gõ cho đây đó, new tab nè, đây là tạo mới nè, đây đây gọi là tab. Rồi bây giờ em đóng trình duyệt web đi, em sẽ click cái lệnh đó cho nó xóa những cái tab đó đi. Bạn có muốn xóa tab send route không, ở đây là cái file, em enter hoặc bấm phím bất kỳ, enter hoặc bấm phím bất kỳ, nói chung các anh em bấm phím bất kỳ là z nha, còn muốn no loss là chọn ở đây mới được nha, chọn ở đây mới không thực thi lệnh, còn các anh em bấm chữ loss hay chữ no đó là không được nha. À, do em chưa đủ trình làm những cái đó nên thành ra đơn giản các anh em đóng ở đây giùm em. Rồi em bấm phím bất kỳ là cái file referency này nó sẽ xóa, rồi enter, rồi rồi nó đã xóa cái file referency rồi các anh em thấy không, còn score score referency thôi. Rồi bây giờ em sẽ mở cái trình duyệt send route lên coi nó có gì khác. Đấy các anh em thấy không, nó mắc máy tab nè, nó không mở lên tab nữa không? Nhưng mà nó còn bút mắc. Đấy các anh em thấy không, nó còn bút mắc, nó còn bút mắc. Rồi em bấm hình Ctrl H coi có gì khác biệt, hình Ctrl H có lịch sử, còn lịch sử và còn bút mắc. À, đây là một cái bước mới, là có nghĩa là các anh em không muốn cho nó mở tab nữa thì các anh em dùng cái đầu tiên, rồi các anh em xóa đây đi, vừa bút mắc với lịch sử là chơi. À, còn cái nếu mà các anh em muốn xóa luôn bút mắc đây thì tiếp tục các anh em bấm enter hay phím bất kỳ. À, em bấm phải enter hay phím bất kỳ trước khi em cho cái lệnh này thực thi được thì em phải đóng cái send route. Tại cái send route nó liên quan trực tiếp tới cái này. Hình như là không đóng vẫn được, tại cái file bookmark này nó cũng không quan trọng. Bây giờ bấm thử nghe, phím bất kỳ đó, nó xóa bookmark rồi nè, đó nó xóa cái file bookmark rồi. Đây cái file bookmark là cái file trên này các anh em nha, nó xóa rồi, các anh em mới thấy cái dòng bên đây nó nhảy á. Rồi đang chạy vẫn hiển thị nhưng mà em đóng em mở lên thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ em đóng em mở lên lại, rồi đó các anh em thấy không, nó trở về mặc định luôn. Đó, nó trở về mặc định, em bấm Ctrl H coi còn lịch sử không nha. Đây, lịch sử vẫn còn. Lịch sử vẫn còn các anh em nha, lịch sử vẫn còn. Lịch sử vẫn còn, chỉ còn lịch sử thôi. Vậy thì muốn xóa lịch sử luôn thì sao? Đây, thì cái file history này là lịch sử đây. Em sẽ làm thêm một cái lệnh cho xóa cái file history này luôn. Em ví dụ, em xóa bằng tay, xóa bình thường. À, cho nó mắc lịch sử không nha. Nó báo đóng send route nè, nó không cho xóa, nó báo đóng send route mới xóa được. Em đóng send route rồi em xóa. À, rồi bây giờ em mở lên lại, rồi em bấm Ctrl H coi lịch sử còn không, rồi hoàn toàn mất lịch sử. Vậy thì em muốn cho nó ấy luôn thì em đóng cái lịch sử luôn ha. Em xóa thêm cái dòng code trong đây là em xóa cái lịch sử luôn. Bây giờ cái này thì khoan đi, em cho nó thêm một cái code để cho nó xóa cái lịch sử luôn các anh em mình nha. Đây, muốn cho một cái code xóa thêm lịch sử luôn thì chúng ta chỉ cần xóa cái file lịch sử thôi. Đấy, thì xóa giống như cái file hồi nãy em xóa mẫu, xóa nháp cho các anh em thấy đó. Rồi,
Em chọn Send Route. Rồi em vô cái mục đây. Rồi em kia tìm cái file history đây. Rồi, em xóa nó đi. Rồi em nhập vô đây, em đổi cái tên này lại thôi. Rồi, hình history. Rồi ok xong. Rồi em bấm Control S Save đây. Rồi bây giờ em muốn coi cái này nó thực thi ok hay không, thì bây giờ em đè cái này cũ lên đi ha, em đè cho nó hoàn toàn mới nè, nó như mới lại nè. Rồi em chạy cái file nãy nè. Đấy rồi bây giờ em mở lên đó, cái này em thấy không, vẫn còn y thinh hết ha. Chưa, em đóng đóng đóng, mở lần hai rồi nó tự nó đổi cái phông không các anh em nha, vẫn không đổi, chạy thêm lần nữa nó mới đổi. Ngộ, chờ em xíu. Dạ đóng mở cái nữa ra nè, em không đổi, vậy là chính xác, phải đè hai lần rồi các anh em nha. Hoặc là có thể trong cái Winamp này môi trường này nó hơi mát mát không chừng, có những cái nó chạy không có chuẩn dầm dầm đâu các anh em nha. Đó giờ ok nè. Rồi bây giờ cái lịch sử đó, em sẽ xóa luôn, thì em chạy lại cái lệnh cmd, chạy lại cái lệnh cmd này. Rồi bây giờ em vô trong coi đi ha, rồi nó xóa cái bài nào đầu tiên, nó hỏi muốn xóa bài tab hay không, thì nó xóa cái file reference đây. Em bấm phím bất kỳ, file này biến mất. Rồi rồi bạn có muốn xóa bookmark và lịch sử hay không, là history bookmark. Rồi em bấm enter là hai file này biến nè. Đó cái này em thấy không, rồi mất luôn đó, mất luôn hai file đó. Thì tất nhiên là bây giờ em sẽ mở lại là nó không còn gì cả đó. Em bấm hình trên ha, đó nó đâu còn nó đâu. Rồi xong, ok vậy là cái lệnh này ok rồi. Rồi bây giờ cái cuối cùng là cái gì, cái cuối cùng là em hỏi là bạn có muốn tham gia nhóm công nghệ trên Facebook không, em ví dụ enter hay biến mất kỳ, tại em ghé ghi enter vậy thôi chứ em bấm phím bất kỳ vẫn được nha. Rồi xin vui lòng chờ trong giây lát. Rồi nó sẽ hiển thị mấy cái đường link mà em add sẵn đây. Đây các anh em thấy không, các anh em có thể đổi tên khác cũng được nha. Rồi trong cái code này thì các anh em thêm thêm vào như sau. Thêm vào như sau, ở trên đây là cái khung ha, cái khung màu và cái nói chung là cái khung độ rộng. Em phóng lớn nhỏ đi ha, đây, cho các anh em thấy đây. Đây cái phần này 20 là cái chiều đứng, 60 là chiều ngang đó. Còn cái color 4 là màu màu nền ha, 4F là màu nền. Các anh em lấy 3F là nó ra cái màu màu khác ha, màu xanh dương nhạt. Hoặc vân vân, từ 9F, 0F, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Và các anh em biết cái màu nào các anh em thích, các anh em cứ đổi màu đây ha. Rồi cái phần này các anh em nên để mặc định, cái phông chữ này là phông chữ nó phóng lớn lên nè. Đấy, phóng lớn lên anh em nha. Phóng lớn lên. Rồi cái pin pin này, bên này trong vòng 2 giây, trong vòng 2 giây nó sẽ chạy cái lệnh này, nó chạy hiển thị cái bảng này. Rồi bounce null này nó sẽ dừng lại, nó dừng lại để thực thi cái mà các anh em muốn chọn trên đây, không phải cái này nó không có tác dụng gì hết. Thậm chí các anh em không để cái dòng này ha, không để cái tên gì cả, thì các anh em enter hay bấm phím bất kỳ thì nó vẫn nhảy tiếp cái lệnh này. Tại vì em để chú thích cho mình dễ hiểu thôi ha. Chứ thực chất ở đây nếu mà không có cái này, em ví dụ thực chất ở đây không có cái này, thì mặc định cái anh em bấm phím bất kỳ thì nó vẫn áp dụng, nó chạy xuống cái lệnh này. Đấy. Rồi tiếp thì tiếp đó là em muốn cho cái lệnh khác nó chạy thì em dừng cái nữa nè. Rồi khi mà ok bấm phím bất kỳ rồi nó sẽ chạy tiếp cái lệnh này. Đấy rồi em pin 2 giây đợi xíu thì nó hỏi cái câu hỏi này và tiếp tục. Chờ trong giây lát là nó sẽ chạy trong bốn cái trang web này, các anh em có thể đổi bốn trang web khác ha. Cái star khoảng cách này với trang web là các anh em có thể chạy cái code trang web, hoặc là chạy một cái shop nào đó ở đường dẫn mặc định nào đó, cố định nào đó. Các anh em cứ thử ha, thử cái lệnh ta, sau cùng là nó chạy xong lệnh là nó exit. Còn cái phần này em để chơi, em sưu tầm đấy. Rồi xong, ok em sẽ save save cái này lại ha. Em sẽ save cái này lại, xem cái này lại. Rồi em coi lại coi, em coi tại nãy em xem rồi, em coi lại cái phần mà nó add thêm cái history đây, history có nè, là ok.
tới đó là được rồi, là đúng rồi. Rồi bây giờ em đã có hai cái file chuẩn. Đây, tiếp đến em cần cái file gì nữa? Cái file icon. Và tiếp đến em cần cái file nào nữa? Cái file của cái trình duyệt xuyên rau, cái file của trình duyệt xuyên rau. Rồi bây giờ em muốn cho lấy cái file trình duyệt xuyên rau thì em phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Bây giờ em sẽ làm nháp cái này cho các anh em thấy một cái khía cạnh khác để chúng ta tạo, chứ không phải là duy nhất là một cách ha. Rồi trước khi mà ấy em chạy cái này đi, cho nó đè lên cái cũ đi ha, cho nó tạo thành cái mới đây. Rồi rồi trước khi ấy thì em sẽ cho các anh em xem sơ qua. Đây, cái này là cái ban đầu là em đã nói là chuẩn, có chuẩn, có đường dẫn chuẩn để mà chúng ta lưu cái send rau cho nó chạy. Rồi bây giờ cái đây là cái thư mục send rau, trong thư mục này là tiếp đó là thư mục nào, là thư mục application, có nghĩa là em sẽ đóng gói từ cái thư mục này trở về trong nó có cái gì là nó sẽ chạy những cái đó. Rồi bây giờ có thêm một cách, hồi nãy nếu các anh em không đóng gói riêng lẻ cái phần view data này, hồi nãy em đóng gói cái view data này thành cái file này, ở đây các anh em cũng có thể đóng gói hai cái này một lượt vẫn được, vẫn được các anh em nha. Nhưng mà tại sao em phải đóng gói lẻ cái file này? Tại vì đối với cốc cốc, đối với cốc cốc các anh em vô đây có những cái win WinBA hoặc là Windows nó không có lưu đúng cái đường dẫn này đâu, nó không lưu đúng đường dẫn này các anh em nha. Thành ra là các anh em nên tạo riêng như thế này thì các anh em sẽ có nhiều cái khả năng tùy biến, nó linh hoạt hơn. Mà nếu các anh em cố định như thế này, ví dụ em ví dụ một cái phần mềm nào đó nó tạo cái thư mục phụ mà nó nằm ở đường dẫn khác thì tất nhiên các anh em không thể nào mà quét đóng gói chung một lượt để cho nó chạy ổn định, thì các anh em phải làm như cách của em thì nó mới được thôi. Thì đó là cái cách mà em đã chia sẻ, cái này nó chạy riêng là như vậy, chứ thực chất là như thế này các anh em vẫn đóng gói cho nó chạy được nha, chứ không phải không nha. Rồi bây giờ đây là cái file đóng gói cuối cùng, đây là cái file đóng gói cuối cùng. Vậy thì cái file đóng gói cuối cùng này nó sẽ đi về đâu, nó sẽ đi về đâu? Thì tất nhiên cái file đóng gói cuối cùng này em sẽ gom lại tất cả những cái file trước đó mà em đã cho nó chạy hoàn chỉnh rồi, em sẽ đưa vào đây. Rồi em sẽ đưa vào đây, em đóng gói lại tất cả những cái file này. Thì tất nhiên là cái này là không có nè, cái này không có, em xóa nó đi nè. Đấy là em đóng gói lại những cái này ha, em đóng gói thành cái tập tin 7Z này, tập tin 7Z và em nén cao nhất đây. Rồi em nén đi, em lấy đi, rồi chúng ta tính tiếp, chúng ta dễ nén đi, nén đi rồi chúng ta tính tiếp các anh em mình nha. Rồi bắt đầu chúng ta dùng một cái phần mềm để chúng ta cho nó chạy những cái file mà chúng ta đã đóng gói lại chung với nhau, đó là em dùng cái phần mềm 7ZSFX. Xin phép các anh em cho em uống miếng nước. Kệ đi, thà cái lần đầu nó có sai sót, cái lần sau thì có thêm một chút kinh nghiệm nói thì cũng 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 tương đương với cái lần đầu em nói đó. Lần đầu em nói nó cũng 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 có những cái chi tiết, và lần này em nói nó cũng có những cái hơi khác nữa. Thì nói chung là được cái nào thì hay cái đó. Rồi bây giờ theo cái cách này thì các anh em làm thì chúng ta có thể tùy biến được nhiều cái shop và cái phần mềm khác nhau ha. Rồi khi đóng gói cái này rồi thì tất nhiên là các anh em làm sao để cho nó mấy cái này nè, đó nó có để chúng ta chỉnh cho nó chuẩn. Tất nhiên em sẽ đưa một cái file cho các anh em, mẫu, cái file mẫu để các anh em chọn. Đây, cái file mẫu em đã lưu sẵn đây, cái Chrome bữa đợt trước em mới chia sẻ cách đây 2 hôm đó. À, đây em sẽ mở nó lên cho các anh em xem ha. Đây đây là những cái mà em đã chọn cho nó đây. À,
cái phần mềm này nó hay một cái nữa, nó cho các em mở luôn cái file ESA. Đây em ví dụ mở cái file này, em mở nó lên đó, mở cái file ESA mà chúng ta đã tạo bằng chính cái phần mềm này thì nó cũng lưu lại những cái code đó luôn, nhưng mà nó sẽ khác một xíu ở phần này. Úi da, chết rồi, sao nó ra một trăm mấy mê vậy nè, đợi em xem lại xíu các anh em mình nha. Sao cái này nó ra một trăm mấy mê ta? Cái application này nó em giải nén cái lớp trong nó nằm ở trong này, hèn chi cái giờ nó em quên rồi. Cái này lấy để dành đi các anh em nha, hèn chi nó. Ủa sao mà lạ như vậy, cái mục này làm sao mà nó lên trăm mấy mê được. Rồi xin lỗi các anh em, sai sót kỹ thuật xíu, nhưng mà không sao, làm thêm nhiều thì chúng ta có thêm kinh nghiệm, bây giờ chúng ta sẽ nén lại thôi. Rồi trong lúc chờ đợi em giới thiệu với các anh em về cái SFX Builder này, thì cái đầu á, thì chúng ta chọn cái đường dẫn ban đầu tạo cho cái file này là nó nằm trong cái đường dẫn nào. Đây nó nằm trong cái đường dẫn này nè. Đấy rồi bây giờ là đây cái này, cái file này. Ủa cái file này nó có lỗi không anh, làm đường dẫn này chưa chưa, các anh em chờ em xíu. App data view user, à đúng đúng rồi, nó đẩy vô đây là đúng rồi. Còn đây nè, đây nó nằm như này nè, em quên, đây system write xem rau, có nghĩa là chúng ta phải tạo tạo cái đường dẫn này cho nó. Đây đây phải tạo tạo như thế này đó, có nghĩa là em cho một như tất cả những cái file này ha, tất cả những cái file mà em đã đóng gói em đẩy vô cái đường dẫn này, và từ đường dẫn này nó mới chạy những cái file mà em cần. Từ cái đường dẫn này nó sẽ chạy những cái file mà em cần. Các anh em đợi em xíu để em coi cái Google Chrome mở này. Đây Chrome SE, chưa chưa các anh em nha, nó hơi hơi rối xíu nữa nè, nó hơi rối là sao các anh em biết không, là cái này nó giải nén mà nó đưa, nếu mà em lấy cái đường dẫn hồi nãy, nếu mà em lấy đường dẫn này thì khi cái file application này nó đưa vô cái đường dẫn này thì tất nhiên nó sẽ bị lỗi, tại vì nó không có nằm trong cái đường dẫn này, nó không nằm trong đường dẫn này thì nó sẽ không thể chạy được. Đấy các anh em thấy chưa, có một cái nó đã hơi lệch, là nếu mà em cho nó thảy vô đường dẫn đó là nó sẽ không chạy được. Rồi bây giờ muốn cho cái application này nó phải đúng đúng vô cái đường dẫn này luôn thì tất nhiên là em phải thay đổi, là thay đổi đường dẫn đây đây, thay đổi đường dẫn này thì mới đúng nè. Đấy đường dẫn này thì cái này nó mới đúng nè. Rồi các anh em đợi xíu để em làm một cái file test em lưu lại đi, chứ mà đi lắc lắc tới lắc luôn này cái này nó hơi hơi phiền quá. Em làm này đi cho nó đỡ mất công rối nè, em copy những cái mà em hay xài để mình cần chuyển, mình ấy mình bỏ cái này luôn, thôi mở tới mở lui mất công, mình mở cái nào mở một cái thôi. Đó, còn cái này nên nè, nó tới ba đường dẫn rồi. Để cho cái thư mục application này nó giải nén đúng thì tất nhiên là nó phải như thế nào, nó giải nén đúng vô cái đường dẫn này thì tất nhiên là cái thằng đích này nó phải nằm chuẩn ở đường dẫn này. Đây, nằm chuẩn ở đường dẫn này các anh em nha. Đấy, nó nằm ở đường dẫn này ha.
Rồi cái đường dẫn này nó chuẩn rồi thì nó sẽ đẩy đúng cái thư mục hợp ly khế sinh vào đúng rồi. Rồi tiếp đó là cái gì? Chờ em xíu nè. Hợp ly khế sinh đây. Hợp ly khế sinh nó giải nén đúng vô rồi nè. Rồi giải nén đúng vô rồi, tiếp đó là cái gì nữa nè? Là cái cái này sẽ chạy được tại vì nó không có liên quan gì hết nè. Cái này nó sẽ chạy được là nó không liên quan nè, nhưng cái này nó không chạy được tại vì sao? Tại vì ban đầu em tạo ra đây, em tạo ra là em đẩy cho nó, em đẩy cho nó vô đường dẫn này đây, em đẩy vô cho nó vô đường dẫn này mà em tạo file shortcut là nó nằm ở đường dẫn này, nó hơi chất quớt này các anh em thấy không đó. Vậy là em phải tạo cái shortcut lại ha. Giờ em đóng gói lại, em đóng gói em tạo lại nè, vậy là phải đóng gói cái file xem rao lại nữa nè. Ừ, nó các anh em thấy nó hơi rối chưa, cái này là nó hơi chuyên sâu xíu, các anh em để ý chúng ta mới mới dễ phân biệt ha, còn không là chúng ta không biết đường ra luôn đó. Rồi em phải xóa cái file này đi, tại cái file này là em nó đã sai rồi, sai sai code rồi đó. Rồi bây giờ em phải đóng gói lại cái file này nữa nè, cho nó thống nhất luôn là đi chung cái đường dẫn này luôn ha. Rồi rồi nếu mà cho nó ấy thì em chạy cái này trước cái đi, nó cho nó tạo cái thư mục này rồi em đóng gói lại ha. Rồi em đóng gói em tạo với cái đường dẫn mới đấy, rồi tạo đường dẫn này luôn đó. Các anh em lấy cái code theo cái file TT này nó rất là lẹ các anh em mình nha. Rồi in shortcut, tất nhiên cái shortcut nó cũng là cái đường dẫn này mà nó sẽ load cái file này, em bấm Ctrl Nít xuyệt cái rồi Ctrl đây, em đặt cái tên lại nè, khoảng cách nè, xóa rồi ok. Nó cái này nó đã nằm ở, rồi bây giờ em tạo thêm một cái nữa cho các anh em thấy nha, em tạo ở cái chỗ khác đây, em ví dụ tạo cái file này nó nằm trong cái này đi chưa nè em. Các anh em có thể quen á, chúng ta làm tại đây luôn cũng được nha, nhưng mà chưa quen thì các anh em khoan hả, chưa quen thì khoan hả, ấy chưa quen thì các anh em làm trước mắt là làm đây đi, lát em chia sẻ sau đây nè. Cái chạy cái file này là đúng cái đường dẫn này là ok rồi nè ha. Rồi nhưng mà cho nó trong nằm trên này rồi. Ở đây thì em sẽ cho nó là gì to red to re red to re url send rao đó, các anh em thấy không, nó khác biệt chỗ nào nè. Giờ mình copy hết cái này đi, giờ mình ra ngoài đây, qua ngoài cái file tt nãy nè, rồi mình coi cái nó khác biệt chỗ nào. Các anh em kéo cái này ra đi ha cho nhìn cho nó rõ ha, đó giống 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 giống, chỉ khác cái tên nè, cái tên nè, cái tên này khác tất nhiên là cái tên mình đổi nè, và nó khác chữ B và chữ D. Chữ B là nó sẽ chọn cái gì, chữ B là nó chọn trình đơn ta và program, và chữ D là desktop nó viết tắt là màn hình đó. Đó thì các anh em có thể đổi tên và ấy thôi, đổi cái lệnh thôi, khi các anh em quen rồi chúng ta đổi trực tiếp trong này luôn, không cần phải bấm thêm cái này ha. Rồi nhưng mà đặc biệt các anh em nhớ nha, ở đây nó có khoảng cách nè. Đây ở đây nó có khoảng cách nè, có khoảng cách và dấu phẩy nè, chúng ta để ý để chúng ta làm sai nó chạy không có chuẩn nha. Rồi bây giờ xong cái này rồi, qua cập nhật chọn ghi đề tất cả random rồi ok, em dò lại cái nữa nè, nâng cao ẩn tất cả chế độ rồi ok. Rồi bây giờ qua tổng quát tốt nhất dài nén ok. Còn cái file này đây, cái file này bây giờ em sẽ lưu vô cái đường dẫn này luôn là để các anh em nhìn cho nó rõ luôn nè, vô lưu vô đây luôn ha. Rồi lưu vô đây em thôi, em bấm code đi đây, cái code này đi cho nó ra cho anh em dễ thấy nè, em bấm code đó nè, enter nè, đó lưu vô đây với cái tên url send out đây, với cái tên này rồi rồi đặt cái tên này
Rồi tất nhiên nó sẽ đè cái file cũ em, ok. Đó, nó đè file cũ này, các anh em thấy không? À, các anh em nhìn cái ngày nè, nó không không giờ, không giờ, không 7 phút. Rồi ok. Bây giờ tất cả các file đều ok. Cái này thì em muốn đóng gói cũng cũng được, nhưng mà thôi rảnh đâu đóng gói chi, không nó dư theo dung lượng. Rồi à, bây giờ em đóng gói lại ha. Nhờ nó chuẩn rồi đó. Các anh em thấy chưa, là một cái hướng dẫn mà chi tiết á, nó rất là mất nhiều thời gian. Nhưng mà không sao, chia sẻ với các anh em mình, mà các anh em nào mà có tâm mà tìm hiểu, có tâm học hỏi á, thì qua cái cách mà em chia sẻ, bảo đảm với các anh em làm rất là ổn. Những cái bản mà đơn giản căn bản như thế này các anh em làm rất là ổn. Rồi còn cái chuyên sâu nữa là các anh em phân tích cái gì, cái khóa redirect chi nha. Em ví dụ đấy, đây khi mà chuyên sâu nữa các anh em là nạp mã, nạp mật, nạp bát, nạp cái gì đó cho nó ha, đổi tên này kia, nó nằm trong đây thì các anh em search theo bấm F3 này, chúng ta search, chúng ta tìm ha. Cái đó là nó chuyên sâu nữa, thì cái đó thì em cũng biết hơi hơi thôi chứ không biết chuyên sâu lắm. Các anh em nào thì rảnh thời gian, hay là có anh em nào giỏi hơn em, thì các anh em học hỏi thêm cái phần đó ha. Rồi bây giờ chúng ta chờ xong là chúng ta làm cái phần này đó, cho nó xong rồi ok. Em sẽ được cái file này là bao nhiêu MB, cái file này là 54,9 MB. Bây giờ em đã rút gọn được siêu 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 mini rồi đó. Nói cho quá thôi chứ chắc cũng toàn là file của người ta không, chứ mình có làm được gì đâu. Rồi bây giờ em đóng gói cái này không, em sẽ chọn cái phần SFX trước nè. Em chọn SFX, cái mục đầu tiên là cái chọn cái file SFX. Em chọn về đây, em chọn cái file SFX, thì tất nhiên các anh em để ý xem sơ sơ coi cái ngày giờ có đúng không, có chừng nhầm ha. Tại nãy em mới để trong cái thư mục đây, view data, logon, send route đây đó. Nhiều khi anh em xem mà không biết, anh em nhìn cái ngày giờ nó tạo nha. Cái phần này các anh em không cần chọn, các anh em lưu ý giúp em là không cần chọn cái phần này nha, không cần chọn cái phần này, bỏ trống đi. Rồi cái phần này là cái phần nào, cái phần này là cái phần tạo ra cái tên file, tạo ra cái tên file. Bây giờ em chọn cái send route là send route, ok. Em để là ok đi ha, tại cái file này là khá ok rồi. Rồi xem ra ok là trong cái thư mục OC. Rồi rồi tiếp đến là cái icon, tất nhiên em sẽ không có chọn cái icon của Chrome mà em chọn cái icon của Central. Đấy, tại sao hồi nãy em lại chọn cái icon này cho nó trong này, tại sao em lại đóng gói chung cho nó cái icon gì vậy đó. Giờ em chọn tới đây vẫn được các anh em nha, tại cái icon ban đầu tạo cái file tổng chúng ta không có phân biệt được, chúng ta nói chung là cái phần mềm nó không có phân biệt là nó nằm ở vị trí nào, các anh em chọn ở đâu cũng được, miễn sao có cái icon nằm trên nó thôi là ok. Rồi bây giờ em sẽ xem cái phần sửa thông tin này, các anh em có thể chỉnh lại nha. Đây những cái thông tin các em có thể chỉnh lại nè. Rồi tùy chọn ở tab X đó, quan trọng ở đây các anh em không chọn là không có tạo được đó, các anh em phải chọn hai dòng đó và lưu thì nó mới tạo được nha, còn không nó tạo nó lỗi nha. Cho phép em xin uống miếng nước đây nè. Rồi bây giờ sau cái dòng đó chọn xong, các anh em quay lại xíu volume nam tiệp, cái này là cái gì ta, thôi em khỏi chọn nha, mặc định em sẽ không chọn cái này đâu. Tại hồi nãy em mở open file SE thường nó sẽ tạo những cái linh tinh đó. Thường các anh em mở tạo hình cái file, ví dụ xong các anh em lưu là lưu cái file TT này nè. Đó, lưu là giống cái file này của em tạo này ha. Đó, thì nó sẽ ok hơn là cái file SE. Thì nói chung các anh em làm quen thì cái nào nó cũng như cái nào thôi, chỉ chỉnh lặt vặt một vài cái thôi. Còn mấy cái này các anh em tìm hiểu thêm nha. Nó quan trọng là cái chạy đây nè. À, các anh em muốn cho chạy cái file file nào? Các anh em muốn cho chạy cái file xem rao, có nghĩa là chạy cái file sau khi giải nén cái bộ cài đặt đó, là chúng ta cho chạy cái file này, thì các anh em phải cho đúng cái đường dẫn nó vào, đúng cái đường dẫn nó vào. Cái đường dẫn nó vào là cái đường dẫn đây, cái đường dẫn này các anh em nha.
Đây, cái đường dẫn này nè. Đấy. Các anh em copy nó. Các anh em muốn muốn làm mấy cái này nhanh đó, các anh em cài cái Slip It đó, cái chương trình copy bat file cho nó lẹ, thì các anh em chọn nó lẹ hơn là mấy cái này em chọn nó lọc. Rồi, các anh em dán vô. Rồi, trong cái thư mục này nó sẽ chạy cái file này. Thì nó còn cái thư mục application và cái tên file này nữa. Các anh em làm như thế này, các anh em sẽ có cái nhìn nó tổng quát hơn ha. Chứ 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 chúng ta làm nó tắc nghẽn quá, hơi khó. Nè, ở đây là nó còn thiếu nè. Ở đây nó cần thư mục application và suite C. Đây, em bấm ở đây cũng được. Cho nó chạy xuống ha. Đó, chỉ là nó còn thiếu thư mục này thôi. Rồi, em sẽ dán tiếp vô đây nè, em cho nó một cái suite. Đấy. Thì cái lệnh đầu tiên sau khi mà chạy cái file file tổng xong thì nó sẽ chạy cái file theo đường dẫn này, cái file ROM này theo đường dẫn này. Đó, đây là cái file chuẩn, nó sẽ chạy vô cái file này. Rồi, ở dưới này thì tất nhiên em sẽ chọn đúng cái tên file file cuối cùng của nó thôi. Cái file cuối cùng của nó là file này. Rồi, em lưu. Rồi, ok. Tiếp đến em chạy cái file nào. Tiếp đến là em chạy cái file. Đây, cái file này. Cái file này em sẽ cho nó chạy trước nè. Cái file này em nên cho nó chạy trước, nói chung là chạy trước hay sau gì cũng được, mình nên cho những cái file này nó chạy trước. Rồi bây giờ em sẽ cho nó chạy trước cái file đó, thì nó nằm trong, bây giờ em lấy cái file cái đường dẫn cũ đi, đây nó nằm tới đây thôi. Rồi em qua chỉnh lại cái đường dẫn mới đây. Rồi em dán qua nè. Rồi em copy tên file này nè, em bấm Ctrl A, Ctrl X, rồi để cho nó lấy hết cái tên. Rồi, ở dưới này thì em cho nó chạy cái tên file ra. Ok, rồi bây giờ muốn chuyển vị trí. Ở đây là chỉnh sửa, ở đây là xóa một file hoặc là xóa từng file thì các anh em chọn ở đây. Còn các anh em muốn xóa tất cả, có nghĩa là có bao nhiêu code ở đây, các anh em sẽ xóa hết một lượt. Còn cái này là chuyển lên, đấy, chuyển lên. Còn ở đây là chuyển xuống, đấy, chuyển lên, chuyển xuống. Rồi, các anh em coi sơ lại, rồi. URL sinh ra chạy trước, ok. Còn cái muốn muốn xóa sao file nào, sau khi chạy muốn xóa file nào thì anh em chọn thêm cái đường dẫn ở đây, code ở đây ha. Rồi shortcut để em tìm hiểu thêm về shortcut. Đây shortcut này nó cũng quan trọng cái anh em mình nha. À, để, bữa bữa trước em tạo cái Chrome nè, à, bữa nay em tạo cái SendRoute, thì bây giờ em cho nó tạo cái shortcut của SendRoute này theo cái đường dẫn hồi nãy. Ồ quên, bây giờ em có một cái nữa nè. Đấy, dạ. Khi mà các anh em mà làm mấy cái này, các anh em nên lưu vô cái notepad đi nha. Rồi notepad các anh em thao tác nó khá là lẹ, đỡ mất công các anh em chuyển tới chuyển lui mất thời gian lắm nha. Các anh em lưu vô đây đi, lát mình sẽ cần tới đó. Rồi, à, đây, em chỉnh cái đầu tiên là cái gì đây? Cái này là nó tạo cái file shortcut của cái SendRoute, thì cái đây là cái đầu tiên là đúng rồi nè, em xóa nè. Rồi dán đây, nó tạo đúng cái file này rồi. Thì cái file này thì em sẽ đặt là gì đây? Tất nhiên em sẽ đặt SendRoute thôi ha. SendRoute, cái tên nó hơi dài, cái tên nó hơi dài nên em sẽ không đặt cái tên gì khác ngoài nó. Rồi bây giờ cái icon, cái icon các anh em có thể lấy luôn cái icon này theo cái đường dẫn của cái file EFE, có nghĩa là chúng ta có thể lấy mặc định theo cái file EFE này luôn, hoặc là các anh em lấy cái icon này là lý do tại sao em để cái icon trong này, nó có bằng 3 kg thôi, nó không có bao nhiêu hết, thành ra các anh em có thể chạy theo cái file này luôn, load cái file này vẫn được. Bây giờ em load cái file đó cho anh các anh em thấy nha. Thì load cái file đó là chúng ta dán như đây. Rồi thư mục SendRoute, đây là thư mục SendRoute có cái file SendRoute.eco, thì tất nhiên là chúng ta phải xóa cái code phía sau này và thêm cái SendRoute.eco vào để chính xác chuẩn 100%. Thì các anh em nên làm như thế này, lại lấy hết cái file nó đi chứ đừng có mà chúng ta gõ nha. Nhiều khi gõ các anh em gõ có thể là nó sai hoặc thiếu ký tự này kia, nó lỗi mất công. Rồi, à, xong rồi. Các anh em xem lại một xíu là đây,
chỉnh cái phần này lại. Cái này nó đang ở là start menu, rồi RAM là các anh em cho nó lên desktop, có nghĩa là nó hiện desktop là nó hiện ngoài đây, cái shortcut nó tạo ngoài đây. Đấy. Rồi, bây giờ các anh em lưu ha. Xong một cái các anh em lưu. Tiếp dòng thứ hai. URL có nghĩa là tạo cái đó, tạo cái URL giống như thế này, nó tạo ra ngoài desktop như thế này. Rồi, bây giờ các anh em chưa khoan hả, chọn cái đó tại hồi nãy đó là lý do tại sao cái WinRAR em tích hợp cho nó là như vậy. Đây, tích hợp cho nó tạo cái URL rồi, các anh em thấy không? Rồi nó có cái trong này nè, trong trình ta này nó có tạo luôn nè. URL đây, URL send ra đây đó. Em cho nó trong cái lúc mà em tạo cái data này là em cho nó shortcut sẵn rồi. Thành ra là các anh em khi mà vô cái này thì chúng ta không cần phải tạo nữa. Nếu các em muốn tạo thì cho nó vào cái phần start menu ha, hoặc là khởi động này cũng được. Rồi bây giờ mình cho nó vào cái đó đi. Rồi bây giờ em muốn lấy cái đó URL send route thì em phải dẫn đúng cái tên file đường dẫn đó nè. Rồi em mở lên. Rồi em chỉnh code lại nè. Đây dẫn đúng cái đường, đây cái file đích ha. Cái file ở thư mục đích nè. Rồi URL send ra, URL send ra cái này mình nha. Ở đây là cái tên, nó thành ra là em điền sao cũng được, nó không quan trọng, chủ yếu là cái đường dẫn mà nó phải chính xác. Rồi ở đây ai nó có một cái hay, có cái hay này nữa, đây là lý do tại sao mà em để mặc định nè, cho các anh em thấy. Đấy, các anh em thấy không, cái biểu tượng nó khá là hợp lý đúng không, khá là hợp lý đó. Nói chung là biểu tượng như thế này là ổn, cái này có thể đổi biểu tượng khác nhưng mà em không muốn, là em muốn giảm cái dung lượng nó, thành ra em để mặc định của cái WinRAR nó tạo ra với cái biểu tượng mới này nó khá là ok, nhìn nó cũng thẩm mỹ logic ha anh em ha. Rồi em sẽ lấy mặc định cái biểu tượng này luôn, thành ra em sẽ lấy cái tên file này trong cái đường dẫn này ha. Đó, em lấy cái tên file trong cái đường dẫn đó luôn. Send route. Rồi đây, đấy, local send route đây, rồi cái tên file, rồi ok, rồi vậy là ok, em lấy cái tên đó luôn. Rồi tiếp xóa URL, đây cái này quan trọng đây, xóa URL đây, xóa URL. Hồi nãy giờ là mình chưa tạo cái đó, nhưng mà nó nằm cái file xóa URL send route này nó nằm trong thư mục send route này, thành ra là em sẽ lấy cái đường dẫn này em đưa vô cho nó. Đây. Rồi em đưa vô cho nó, nhưng mà còn cái tên file nãy giờ em chưa có copy. Đây em sẽ lấy cái tên file này rồi em sẽ đưa vô. Rồi đấy, xóa URL send ra, tất nhiên nó sẽ chính xác 100%, tại vì em lấy từ cái tên file luôn mà. Rồi xóa URL send ra, đây chắc ăn thì em bấm như thế này luôn ha, xóa URL send ra. Rồi em xóa cái này đi cho nó ngắn lại, thường ngoài desktop nó hiển thị nó không có nhiều, nó không có dài dòng đâu, thành ra các anh em nên để bớt cái nào thì hay cái đó ha. Rồi với cái này thì nó sẽ cho đi cái file nào, nếu các anh em dẫn vô cái file này luôn á thì cái biểu tượng này nó không được thẩm mỹ, nó không được đẹp cho lắm. Đây các anh em thấy không nè, nó nhỏ xíu mà siêu à ha, cái xem d và phải bát, cái icon nó rất là nhỏ, thành ra các anh em muốn lấy cái icon lớn hơn thì mình lấy một cái icon khác cho nó dẫn vô cái file khác đi ha. Em sẽ cho nó dẫn vô cái file này nữa nè, file này nó icon nó cũng khá là đẹp, thành ra là em sẽ cho nó dẫn vô cái file đó. Thì cái file đó là code có rồi, em lấy cái code đó nè, đấy em chuyển qua, rồi em xóa cái cũ đi, dán cái mới vào. Rồi mặc dù nó là cái file này nhưng mà nó lấy cái icon là lấy icon của con này. Rồi tất nhiên là em sẽ cho nó ngoài desktop, tất nhiên là em sẽ cho cái file này nó nằm ngoài desktop rồi ha. Rồi tiếp 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 là cái file URL này, URL này nãy giờ nó chưa có nằm trong cái trình star, chưa nằm trong cái trình star đó, thì bây giờ em sẽ cho nó nằm trong cái trình ta luôn ha. Ủa cái này, em chỉnh cái thứ tư chắc, đây b
Rồi, à, đây. Nhưng mà cái này là em sẽ cho nó dẫn một cái file khác nè, em cho nó dẫn vô cái file icon của SendRound nè. À, đây em xóa cái này đi. SendRound.ico ICO. Đây. Cái anh em nào chuẩn chính xác gõ không sai rồi thì em cứ gõ tên luôn ha, không cần phải phải copy paste như nãy giờ em làm nữa ha. Rồi, xóa URL send route. Rồi, ok. Em sẽ nào, cho nó gần gần lại đi. Rồi, cái này là nó nằm trong trình star này. Rồi, ok, em luôn. Rồi, bây giờ tạm kiểm duyệt lại một cái đường dẫn góc, ok. Nếu cái em muốn xóa tập tin sau ghi nén thì em chọn cái này ha, có nghĩa là chúng ta chạy rồi chúng ta xóa luôn cái file mà gốc mà chúng ta ấy đó. À, khi mà mình mất rồi là nó xóa luôn ha. Xóa luôn có nghĩa là khi mà nó giải nén ra hết rồi nó sẽ xóa luôn cái tập tin gốc mà chúng ta đã ấy ha, đã bung ra ha. Thì cái em chọn đây, còn em không muốn xóa thì em để y cũng được. Bây giờ em để y một cái đi, một lát em chọn cái xóa cho các em thấy nha. Chạy em chỉnh sơn cái nè, chạy đúng file nè, đúng tên file nè, rồi file này, rồi đúng file nè, xóa, shortcut thì nãy giờ ok rồi, rồi rfx, rồi đúng tên, rồi đúng tên sale, rồi đúng đường dẫn, rồi ok. Bắt đầu em tạo cái file này nó nằm ở đâu nè, nó nằm trong ổ c với cái tên SendRound, ok. Rồi bây giờ em về ổ c. À, cái tên SendRound ok nó sẽ được tạo ra đây các bạn, dưới em tạo là các anh em thấy không, 84 MB. Rồi bây giờ em sẽ giấu bớt đi ha, em giấu bớt mấy cái file này đi. Rồi em bấm tạo sfx là nó sẽ ra một cái file SendRound, ok. Đó anh em thấy không, bao nhiêu, 55 MB, quá tuyệt, 55 MB mà bản W80 khá là ok rồi ha. Rồi bây giờ em chạy nè, trước khi em chạy thì em sẽ xóa hết những cái cũ đi. À, em sẽ xóa hết những cái cũ đi. À, xem rào đây, em xóa cái thư mục này thôi. À, cái file này em sẽ cho nó thư mục này để em đưa vô hết đây ha. Đó, rồi rồi ok, em để vào đây để em kiểm tra ha. Rồi ok, đóng cái này đi, send ra OX này không có quan trọng nữa, cái này đóng luôn nè. Rồi bây giờ em sẽ chạy cái send ra thì tất nhiên nó sẽ ra đây mà chưa, và nó sẽ ra desktop nữa, thành ra là em phải cho các anh em thấy ngoài desktop luôn ha. Rồi desktop, xóa cái này đi nè. Rồi à, em xóa vài cái đi cho nó trống đi các anh em nha, để nó hiện mấy cái đây, nó hiện còn chỗ trống nó hiện ở đây. Rồi em chạy cái send ra ok, đó nó tạo ra nè, đó anh em thấy không, nó tạo ra nè đấy đó, ok các anh em thấy chưa đó. Bút mắt ok ở đây còn còn không sao, để ra đang mình tính đó, mình bấm Ctrl H coi có lịch sử không, ok lịch sử có nè. Rồi bây giờ em đóng một cái nha, em mở lại coi, em mở lại cái send ra nè, em click lại nè. Đó, các anh em thấy không? Lần đầu mở là không thấy những cái trang này, lần hai mở mới có. Vậy là tạm thời là ok, tại vì lần đầu các anh em chạy nhiều khi các anh em không muốn vô những trang này nên em thiết kế như vậy nó cũng hợp lý, với lại cái trình nữa em tới đây thôi chứ không cho mở luôn được. À, nhưng mà có thể là các anh em mở lần đầu trên cái win gốc thì nó sẽ mở luôn những cái trang đó nha, tại vì khi mà em test thì nó chưa chuẩn lắm. Rồi bây giờ ở đây các anh em mình coi coi nó có lỗi gì không nha. Ở đây nó dư một cái restore send route URL nè, ở đây là được rồi nè, ở đây xóa URL send route. Các anh em thấy không, cái tên nó hơi dài, thành ra nó bị cục cục cái chữ này, nó cũng không có được hay ha. Ở đây URL send route thôi tạm thời như vậy đi, nhưng mà em sẽ xóa bớt một file, em dụ em xóa file này đi ha, nó dư một file nè. Rồi bây giờ để xóa file đó thì tất nhiên em coi vô cái code này. Bây giờ chúng ta test test
shortcut đúng không? Shortcut là xóa, redo URL. Em coi cái nào là redo URL. Ở đây là nghe cái tên đó nè. À, em coi cái nào redo URL. Đây. Redo URL thì em xóa nó đi. Hoặc là em cho chuyển nó qua cái mục khác đi. Em ví dụ em cho nó chuyển qua cái mục khởi động. Nha, rồi em lưu nè. Rồi. Rồi bây giờ tiếp em chạy thử nha. Em khoan khoan để em coi. Rồi, cho nó tạo luôn đi. Em cho nó tạo. À, hồi nãy em nói với mấy anh em mình á là em xóa cái này, xóa tập tin sau khi chạy. Có nghĩa là xóa tập tin sau khi chạy. À, có nghĩa là cái file này em tạo ra rồi á. Có nghĩa là khi mà các anh em click vô đây rồi á là nó là tự động nó xóa cái file này luôn. Xóa cái file này luôn nha. Rồi, em ví dụ cái file này em thảy qua. Ôi cái file này nó chưa chuẩn thành ra là bỏ đi. Rồi bây giờ em tạo lại nè, tạo lại cho nó ghi đè cái file này nè. Các anh em nhìn thời gian các anh em sẽ thấy ha. Nhìn thời gian các anh em sẽ thấy nó ghi đè đây, cái file đây. Bây giờ cái thời gian là 24, đây, ở đây là 28 rồi nè, em tạo. Tạo ở đây nó sẽ thay đổi cái thời gian nè. Sao không tạo nhỉ? À, tại sao không tạo? Tại vì sao cái này biết không? Tại vì nó mất cái file. Nó mất cái file ấy. Nè, cái file này em để trong đây nè, mà sao đâu có tạo đâu. Đây, nó. Hèn chi để em nói tạo nó không tạo. Rồi bây giờ em tạo ha. Rồi, em bấm tạo nè. Đó, nó hỏi em có muốn ghi đè cái file cũ đang có ở đây hay không, thì tất nhiên em ghi đè đi tại cái file này nó đang lỗi rồi. Nó chưa chuẩn chứ không phải là lỗi, nó chưa chuẩn là nó do tạo dư cái shortcut của redo này nè. Rồi. Nó sẽ thay đổi hành chính. Đó, các anh em thấy không? Nó đổi rồi đó. Các anh em có thể chạy ở đây luôn nha. Chạy ở đây vẫn được, mà trước khi chạy em xóa mấy cái này đi. Đó, em xóa đi để coi cái mới nó tạo ra nó có chuẩn hay không. Ở sinh ra ở đây em xóa luôn đi nè. Đó, để cho nó tạo ra cái mới coi nó có chuẩn hay không. Ở đây tất nhiên là em xóa là nó sẽ không tạo lại, tại do cái bản cài đặt thường nó sẽ lưu dưới này. Các anh em có thể thêm code tạo shortcut để lưu trong đây vẫn được ha, chứ không phải là không được. Bây giờ em chạy nha. Đấy, em đang chạy đó. Đấy. Đấy, các anh em thấy không? Vẫn ok ha. Rồi bây giờ em đóng rồi. Đóng. Đó, các anh em thấy không? Nó hiện ra nè. Rồi bây giờ em bỏ xuống nè. Đây. Send round nè. URL và xóa URL. Đấy, bây giờ bây giờ em test ha. Rồi, các em thấy không? Nó chạy xong rồi nó xóa mất tiêu cái file nè. Đó, nó chạy xong nó xóa mất tiêu cái file ET rồi. Thành ra nếu mà như vậy á, thành ra các anh em mà lỡ có tải về mà chưa có kịp sao lưu cái bản đó đó là các anh em phải tải lại, nó mất công các anh em mình lấy nữa. Thành ra là tốt nhất cái phần này á là đối những cái ví dụ cái việc mà các anh em muốn ví dụ bảo mật, nhưng mà bảo mật phần nào thôi chứ không phải bảo mật tuyệt đối. Ví dụ cái anh về, tải file về về rồi cái người ta lấy file vẫn được chứ không phải không. Thành ra cái việc xóa này nó không có thực sự quan trọng, không thực sự quan trọng lắm. Hình như xóa đối với những người mà ví dụ làm được như như mấy cái bạn mà làm tới đây giống cái cách của em làm đây là mấy bạn cũng đủ sức lấy cái file gốc bên trong rồi. Thành ra các anh em đừng đừng nên chọn cái xóa đó ha, tùy ha, tùy theo mục đích các anh em sử dụng mà các anh em nên chọn cái phương pháp đó. Rồi bây giờ em sẽ tạo lại nha. Rồi em tạo lại cái file nó sẽ nằm trong này. Đây, xem nào, ok. Rồi bây giờ em test lại cái nữa nè. Rồi bây giờ em xóa cái này, bắt đầu em test nước cuối ha, nước cuối. Rồi. Rồi. Cái này mấy cái này em xóa hết nha, cái này em giữ lại nè, cái file này em giữ lại nè, em khỏi giữ cái file đó cũng được. Tại sao? Tại cái file SE này nè, nó mặc định trong này là em đã có cái file đó rồi. Đây, có cái hư mục đó rồi cũng được rồi, em không cần phải lấy cái phần này. Cái phần này là nó đóng gói lại đây, nó đóng gói lại những cái file này.
anh em muốn lấy luôn cũng được, hoặc là không lấy tùy các anh em để dành, hoặc là không để dành tùy các anh em quyết định ha. Thôi để chắc ăn thì mình lưu lại đi, để lần sau mất công tạo thêm nó rườm rà. Rồi bây giờ em xóa hết mấy cái này nè, xóa luôn cái sư mục sinh rau nè cho các anh em thấy luôn nha, nó sẽ tạo ra tại vị trí này, nó sẽ tạo ra luôn. Xóa luôn đó, sinh rau mất rồi nè. Rồi bây giờ em sẽ tạo lại ha, sẽ tạo lại quên em tạo rồi, em cho chạy lại cái file đó. Rồi đây cái file đây, sinh rau ok đây. Rồi các anh em sẽ thấy cái thư mục sinh rau đây, nó tạo ra đây. Rồi bắt đầu nó sẽ chạy ra đây, đây nó chạy nguyên cái sinh rau. Rồi rồi các anh em thấy hoàn toàn hát coi lịch sử con nè, có lịch sử nè. Ok em đóng lại cái này nha. Rồi đó, rồi các anh em thấy không, nó hiện ra nữa nè, sinh rau ngoài desktop nè, mình chạy lại nè, đó bắt đầu nó chạy những cái trang mà em đã lưu trước đó nè. Đó, ở đây nó còn tiếng Trung đó, còn tiếng Trung do em dùng tiếng Trung Win gốc nên thành ra nó hiện tiếng Trung. Bây giờ em đóng nó đi, em chọn cái chọn lại, em mở lại cái nữa nó bình thường luôn nha. Rồi nó vẫn là tiếng Trung, thành ra là em bấm ở đây, bấm cái URL send out này. Rồi đó, rồi bây giờ em chạy lại send out nè, bấm vô đây nó tiếng tiếng Anh đây, các anh em thấy không? Đối với những anh em nào dùng cái Windows mà tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Tàu gì thì các anh em mới làm cái này nha, còn bình thường em test chơi thôi. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta xóa đây, xóa bắt đầu xóa cái sinh rau ha, nó sẽ hỏi từng bước. Em đóng cái này đi, à nó hỏi em muốn lưu không, tất nhiên em phải lưu rồi ha, em lưu cái file này luôn để cho các anh em dễ ấy nè ha. Rồi em bấm cái này send rau xr v80. Rồi ok, rồi em lưu cái file đó rồi, em tự tin em đóng nó rồi ha. Rồi bây giờ trong đây là cái gì, trong đây là Yonata ta đây, là bắt đầu em tiến hành em xóa file, hồi nãy em test rồi các anh em cũng thấy rồi ha. Bây giờ em chạy cái xóa nè, đây bước đầu nó sẽ hỏi em bạn có muốn xóa tab send rau không, thì tất nhiên nó sẽ xóa cái file này. Bây giờ em chạy send rau lên đây, các anh em sẽ thấy mấy cái tab này, hồi nãy em test rồi ha. Rồi bây giờ em bấm ok phím bất kỳ, rồi nó đã xóa đây, nó đã xóa cái file rồi. Rồi bây giờ em đóng đóng em mở lại nè, rồi em mở lại send rau chu cha. Không ổn ta, để em mở lại coi. Wow, có vẻ như không ổn ta. Chưa, chờ chờ em xíu. Rồi em bấm tiếp xóa mút mắt ra nè. Rồi em ok. Rồi ok, để em coi coi em đã xóa mút mắt ra nha. Rồi xóa mút mắt rồi nè. Ủa sao cái này nó không xóa ta? Em coi lại cái lệnh đây, cái lệnh này nó có vấn đề hay sao? Rồi em mở lên coi nè, độ ít rồi tâm xem rau gì là ta gì phao referency b 97. Rồi bây giờ em đóng cái này đi ha. Rồi em xóa nè, bạn có muốn xóa tab không? Ok, rồi cái file đã mắc nè. Rồi em mở send down lại nè, đó hồi nãy em không có đóng cái send down, thành ra em xóa nó không có hiệu lực cái anh em mình nha. Em đóng, nói chung là nên đóng cái send down đi rồi chúng ta hãy chạy cái lệnh xóa ha. Đấy bây giờ nó ok nè ha, rồi bấm hình tròn H rồi đấy. Hồi nãy em xóa cái bút mắt luôn rồi, thành ra là nó không có. Bây giờ em phục hồi lại cái này mình nha, đây URL send out, rồi em phục hồi lại đấy. Rồi bây giờ em chạy send out lại nè,
Đó, gà này em thấy không? Nó gà đủ bình thường hết ha. Rồi, ok, đủ hết gà này mình nha. Đóng thành tôm hắc nè. Ok nè, xong nè. Rồi, bây giờ em xóa lại nha. Xóa URL là tên rau, ok. Xóa bút mặt không? Xóa luôn. Rồi, bạn có muốn tham gia nhóm công nghệ không? Ok luôn. Rồi, chờ trong giây lát hiện lên lại 4 trang. Rồi, ok. Video này rất là dài các anh em mình nha. Rồi, rất là dài cũng rất là chi tiết, quá chi tiết luôn rồi đó. Em làm gì là quá chi tiết luôn rồi đó. Chắc chắn các anh em mình làm sẽ ok ha. Và các anh em mình làm tương tự với những cái trình duyệt web khác thì cũng ok nếu các anh em biết cái căn bản này rồi ha. Và bây giờ em sẽ chia sẻ cái bản này cho các anh em mình xem. Rồi cũng như là các anh em đã có thêm cái cách để chúng ta tạo shop bota hiệu quả hơn và chuyên nghiệp hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau. À, chúc các anh em thành công và chia sẻ nhiều thủ thuật hữu ích cho em học hỏi thêm nha. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video nhé.